Ê Cảnh ơi, sao ngộ nha, cái bà gì à, hồi tối mua đó, cái gì mà quên mẹ tên rồi trời. Bà bình luận xong là nó ẩn, bà bình luận xong là nó ẩn, mình biết lý do sao ta. Mạng yếu gì có mình bà à. Ai mà biết, con gành thì con nhắn cho nó đi, con kêu nó lại đây lại hoặc tiền, lại lại không tiền cái điện người đó. Thì con nhỏ đó đó, con nhắn nó, con nói nó gì cứ biết cái gì đâu. Wi-Fi kìa. À Wi-Fi hả? À. À. Tưởng đâu con nhỏ à. Nhỏ đó là dĩ dãng. Dĩ dãng giờ giá vậy. Dĩ nhưng như là hết giấy hình rồi đó. Trời ơi, năm 2019 nè. Hello em yêu. Năm 2019, bữa nay là năm 2022, vậy là 3 năm. 3 năm về trước. Lúc này đang có bầu su nè. Vàng nha, chia sẻ like giùm Thanh đi mấy cục vàng ơi. Chia sẻ like là đơn đi là sẽ được tặng một cái túi sách. Túi bây giờ Thanh mới vô kho, Thanh soạn ra mớ túi nó đẹp đủ lắm mấy chị ơi. Mấy chị thích và theo dõi trang của Thanh Lê nha mấy chị. Rồi chia sẻ lên nhóm, chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ ở chế độ công khai nha. Chia sẻ ở chế độ công khai thì Thanh mới thấy được. Thanh mới thấy thì Thanh mới tặng cho mấy chị được. Đợi Thanh xíu, Thanh chia sẻ trước ở đây. Hồi chưa like khách mua. Nữa chị hay chị ra nữa rồi. Vô kêu ba mở máy lạnh đi. Ba ơi, mở máy lạnh chưa ba? Hello em. Mở máy lạnh chưa ba? Sumi đi vô nhà kêu ba mở máy lạnh đi. À, vô đóng. Đóng cửa lại con, đóng cửa lại. Mở máy lạnh. Không, mẹ dụ em á. Trời ơi má ơi mấy chị ơi. Coi nè, lúc này là Thanh đang có bầu nè mấy chị, 3 năm trước nè. Ôi là mèn. Hồi đó đang có bầu mà đẹp, bây giờ đẻ rồi sao xấu bởi vì già rồi. Mấy chị chia sẻ chưa? Chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nha mấy chị. Chia sẻ để được tặng nha. Tặng một cái túi nha mấy chị. Để Thanh chia sẻ cái. Vô đông đông đi rồi Thanh like nha mấy chị ơi. Để người vô trước, người vô sau. Tàn rồi em ơi. Tàn. Rồi bây giờ 7 người rồi, thôi kệ 7 người, mình làm lai gai đi ha. Mình làm lai gai được rồi. Rồi cái túi cưng quá. Túi nè. Túi này Thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi. Cái này Thanh sale cho mấy chị 45.000, mấy chị về mấy chị giặt nha. Còn gói tắm trắng, còn nghe cưng Mi Diễm ơi, gói tắm trắng là ba gói là 50.000 hả? Ba gói là 50.000 cưng. Tắm trắng ba gói 50.000. Đây cái này 45.000 nha mấy chị, 45.000 mua cho bé đi mấy chị ơi, 45.000. Dễ thương quá. Đây tắm trắng ba gói 50.000 nè cưng. 50.000 ba gói nha. Tắm này là không có bị vàng lông nha mấy chị. Một tuần mấy chị tắm lần. Gói tắm trắng ba gói 50.000. Rồi cái túi này 45.000 nha mấy chị. Túi này mấy chị đựng được
Đây đựng được cũng 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 khá khá đồ nha. Đó, cái này 45.000. Búp bê, túi búp bê, chị nào lấy chốt Thịnh Thanh là túi búp bê nha, túi búp bê 45.000. Rồi ok Mi Diễm. Rồi chị nào lấy tấm trắng nữa thì chốt Thịnh Thanh là tấm trắng 3 gói 50.000 nha. 3 gói 50, 3 gói 50. Cái này người ta bán 1 gói là 50.000 rồi. Thanh bán 3 gói có 50.000 thôi. Đi thấy qua đó. Thấy qua đây cái đường đi lu bu á. Mấy má vô mua đồ mấy má bường cào vô đó không. Đây cái này Thanh sale cho mấy chị luôn 25.000. Đó, đẹp quá, mấy cái đầu nó đẹp nè mấy chị thấy không? Đó, 25.000. Chị nào lấy chốt Trình Thanh là màu màu này là màu giống như là màu bạc vậy đó nha mấy chị. Màu bạc 25k nha mấy chị, 25k màu bạc, chị nào lấy chốt Trình Thanh luôn. Tất cả đều có dây đeo dài hết nha mấy chị. Đó, màu bạc nè. Chị nào lấy chốt Trình Thanh là màu bạc nha, bạc 25k. Quần tây ống suông hả? Quần tây ống suông có nha. Cái đó gì thảy để giặt tại nó vô quá. Đây rồi, cái này là cái túi này hình con cá nè. Cái túi này hình con cá, cái túi này Thanh sale 20.000 thôi mấy chị. 20.000 thôi, nó bị dơ nha mấy chị ơi. Mấy chị mua về cho bé quẩy chơi chơi cho nó nè, cho bé chơi cũng được. 20.000 cái túi con cá thấy cưng quá trời mấy chị. Có bóp đựng tiền nhỏ gọn. Nhỏ gọn thì cưng lấy mấy cái này đi, mấy cái này nó nhỏ gọn nè, mấy cái này là cầm tay được nè cưng, bóp cầm tay được luôn á. Cái này 20.000 nè, cái túi con cá nha, túi con cá 20.000, chị nào lấy chốt Bình Thanh là túi 20, con cá 20k nha mấy chị. Đây cái này à. Ủa cái này nó bị dơ nha mấy chị ơi. Mấy chị kìa. Còn đôi dép nào đẹp, cái gì đôi dép nào không bán em một đôi. Dép dép mũ quá hả? Dép mũ ngày mai để chị lấy cho cưng rồi chị chụp chị gửi Messenger cho cưng coi nha. Cái này Thanh sale cho mấy chị luôn mấy chị. Cái túi này Thanh sale cho mấy chị 35.000 thôi. Cái này về mấy chị giặt nha, mấy chị giặt xà bông là nó sạch liền, tại vì cái túi này là bụi bặm nữa mấy chị, tay chân người ta cầm vô cái nó bị dơ. Cái này Thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000 nha mấy chị, cái túi này là size 35 nè. Đó, size 35 35.000. Có dây đeo nè mấy chị. Đây dây đeo nha, cái này nó có 3 ngăn. 3 ngăn nha mấy chị. Đó, có 3 ngăn. Cái này Thanh sale cho mấy chị 35.000. Về mấy chị giặt lại giùm Thanh nha. Cái này là trăm mấy á. 35.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh là túi 35k. Còn mấy chị không giặt thì Thanh để Thanh giặt luôn cũng được nữa. Rồi cái này à. Đây chỗ cái này họ hot hot nè. Cái này hot hot luôn nè mấy chị ơi. Đâu rồi? Cảnh này con lôi cái quai này ra làm gì á Cảnh? Trời đâu con chui vô kẹt con ngồi vậy? Ngồi đây nè. Đây cái này, cái túi này nó 2 ngăn mấy chị ơi. Cái này 2 ngăn nha, cái này Thanh sale cho mấy chị 25.000 luôn. Cái túi này túi tua rua nè. Cái túi tua rua 25.000. 25.000 mấy chị, 25.000. Đây cái mấy cái tua rua này mấy chị không thích mấy chị cắt bỏ đi. Thôi cái này để Thanh cài, để Thanh sửa lại xong rồi Thanh bán. Mua mạnh mạnh lên mấy chị ơi. Đây cái này 25.000 luôn mấy chị, 25.000. Chị nào lấy chốt Trinh Thanh là Ngọc Trinh nè, túi Ngọc Trinh nha. Cái này nó bự hơn mấy cái kia nha mấy chị.
Có dây đeo nè mấy chị, có dây đeo ở trong nha. 25.000 màu vàng. Vàng 25k, chị nào lấy chốt giùm Thanh là vàng nha. Thư Trần, em xem quần tây ống suông, lấy quần tây ống suông thôi con. Rồi cái này 25.000 nha, màu vàng 25k, ngọc trinh vàng 25k. Cưng bao nhiêu ký, cưng mặc size bao nhiêu cưng nói đi chị lấy luôn cho. Nói ra size bao nhiêu đi rồi chị lấy luôn cho cưng. Mấy cục vàng ơi, chia sẻ like giùm Thanh đi mấy cục vàng. Chia sẻ like là mình được tặng túi sách luôn á nghe, chứ không phải mình chia sẻ không đâu. Đây quần suông nè, quần tây suông nè nha, quần tây ống suông. Cái này sang L hả? Sang L, sang L, hỏi sang L họ trả lời có 4 ít. Cái này là 190 cưng ơi, 190 nha, 190. Hello chị, quần dài hả chế? Ủa quần tây mà làm gì có quần tây mà ống suông. Quần dài có, quần lỡ, quần ngố có luôn, quần ngố có luôn nha. Hello cục vàng, hello Nguyễn Trân. Đây rồi, cái bánh donut này bự quá mấy chị. Thằng Phúc nó đâu bữa túi gì lai nó đâu thấy đâu, bữa nay lai trời đẹp quá gì ơi, đẹp quá gì ơi. Ngồi được một cái, được một cái đó nó bới cơm theo nó để chổng được, nó giữ nóng rồi được. Đây cái donut này bự quá nè. Đúng rồi, chia sẻ like đơn đi sẽ được tặng một cái túi nha. Đây cái bánh donut nè mấy cục vàng ơi. Cái bánh donut này 35.000. 35.000 mấy cục vàng lấy chốt giùm Thanh là donut 35k. Bánh đi, chốt giùm Thanh là mã bánh 35k nha mấy chị. Bánh 35k thấy cưng chưa? Thanh bảo đảm mấy chị hồi nào giờ chưa thấy cái túi này đâu. Hả? À, túi này mấy chị chưa thấy đâu ha, hàng độc lạ không luôn. À, 35.000 bánh donut nha, bánh donut 35k. Rồi mấy chị chia sẻ like là đơn đi là có hết. Đơn đi là Thanh tặng cho mỗi chị một cái túi. Đây rồi cái này là ông người tuyết nha, người tuyết. Cái này 25.000. Đây cái này là 25.000 nè, người tuyết nè. Túi bánh 35k, ok Lê Thị Kim Trang. Cái túi bánh này dễ thương quá trời luôn, có 35.000 thôi mấy chị. Rồi cái này là 25.000 nè mấy chị, người tuyết nha. À, người tuyết cái túi mini là 25.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là người tuyết 25k. Ồ cái này dễ thương lắm mấy chị, mà nó mọc kín quá, Thanh làm biến mở đau tay. Ngộ nha, shop bán quần áo nhóc hết trơn mà làm biến lai quần áo lắm mấy chị, thích lai dép với lai túi xách à. Mà chị nào mà đam mê ha, sưu tầm túi rồi đó, mấy cái túi nhỏ nhỏ này mấy chị trưng lên cái kệ nha, trưng lên cái kệ hoặc là cái tủ để trưng đồ của mình đó, cưng dữ lắm. Đây cái túi con vịt nè, cưng quá mấy chị ơi. Rồi cái này Thanh sale luôn mấy chị 25k. Trời ơi, mấy cái này mấy chị trưng lên cái tủ là nó cưng dữ lắm. Mấy cái này hàng không có bị hư nha mấy chị. Đó, mấy chị trưng bao lâu cũng được hết trơn, không có bị hư. Cái này là đang hot luôn nè. Cái này mấy chị trên Shopee gì cũng có hết trơn á. Vịt 25k ok. Nguyễn Trân. Trời ơi thấy cưng chưa? À, cưng chưa? Xỉu chưa? Rồi vịt 25k. Nguyễn Trân. Vịt 25k hết rồi. Hết rồi cục vàng ơi. Nguyễn Trân chốt trước rồi. Cái vịt này như Thanh Lan nhớ là đàn như còn á. Còn thì Thanh lấy cho qua ly nha. Cưng quá, cái này cưng lắm luôn. Vịt hết rồi, vịt Thanh hết rồi nha. Để Thanh coi thử coi. Đây, cái này đen nè, đen Ngọc Trinh nè.
Ờ, còn chút nữa chị Thanh coi còn thì chị lấy cho cưng. Đây Ngọc Trinh nè, 25.000 luôn mấy chị, 25.000 Ngọc Trinh nè, Ngọc Trinh đen nè, 25k. Chị nào lấy chốt Trình Thanh là Ngọc Trinh đen à, có dây đeo nha mấy chị. À, tất cả đều có dây đeo nha, nhưng mà Thanh không có gắn vô mấy chị, về mấy chị. Đơn chị chưa có đi chị ơi, đơn chị chưa đi nha chị Quỳnh Đan ơi. Đây Ngọc Trinh đen nè. Rồi Ngọc Trinh vàng, cái này nó bự hơn nha mấy chị. Cái màu vàng nó bự hơn cái màu đen nha. Đó, cái màu vàng nó bự hơn cái màu đen nè. 25.000 luôn mấy chị nha. Ngọc Trinh vàng, Ngọc Trinh đen, 25k mấy chị. Mua là mấy chị phải kèm giá tiền giùm Thanh nha. Kèm giá tiền giùm Thanh thì Thanh mới nhớ giá được. Rồi cái túi này là con heo. Đó, túi con heo nè mấy chị. Con heo 25k luôn. À, mấy chị chốt giùm Thanh là heo, heo 25k, thấy cưng quá trời, con này con heo mà phải không? À, con heo 25.000. Cưng quá trời luôn mấy chị, có 25.000 thôi. Mấy chị mua mấy cái này về. Mi Diễm chưa đi luôn. Ngày mai bắt đầu mới đi đơn hết nha. Con heo nè 25.000 nè. Rồi heo nè, qua ly nè 25k nè. Cái này mấy chị mua mấy chị sưu tầm á nha mấy chị. Mấy chị trưng lên cái kệ của mình nha. Trưng lên cái kệ cái tủ của mình đó. Đó là rất là thấy cưng. Đây rồi cái này túi Ngọc Trinh là mini nhỏ xíu luôn nè. Cái này là đeo thời trang thôi nha mấy chị. Đeo thời trang thôi nha mấy chị. Ví dụ mấy chị mặc đầm, mặc váy đi đám đi tiệc cái mấy chị đeo thời trang. Đó, mấy cái này mấy chị mua là nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha, 100 mấy một cái lận á. Rồi cái này là Ngọc Trinh vàng nha mấy chị. Ngọc Trinh vàng cái này nhỏ xíu à. Cái này mà hàng thương hiệu là mấy chục triệu một cái á. Mấy chị thấy không, Ngọc Trinh đó nó mua cái túi gì nè mà mấy chục triệu á, mà nó mua để đeo thôi chứ không có đựng được cái gì hết trơn. Ngọc Trinh nhí, Ngọc Trinh nhí 25k luôn. Rồi cái túi nè, túi công chúa nè. À, túi công chúa Bạch Tuyết nha, 29.000. 29.000 nha, công chúa Bạch Tuyết. Chị nào lấy chốt Bình Thanh nè, mấy cái này mấy chị để tới Tết bé mang cũng không có bị hư nữa nha, da này là không có bị bong, không bị chốc gì hết. Rồi Việt Hà Ngọc Trinh nhí 25 lên số điện thoại giùm Thanh luôn. À, lên số điện thoại giùm Thanh là lên cú pháp giùm Thanh là nhí 25k kèm số điện thoại. Nha, 25k kèm số điện thoại luôn nha. Việt Hà nhí 25k kèm số điện thoại. Con lấy cái gì cái Ngọc Trinh màu vàng đó nữa hả? Rồi Thúy Kiều cũng lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Đây. Ok Việt Hà nè. Rồi Thúy Kiều lên giùm Thanh là nhí 25k đi ha, kèm số điện thoại luôn. Đây nhí 25k kèm số điện thoại luôn Nguyễn Kiều ơi. Rồi cái này là công chúa Bạch Tuyết 29.000 nha mấy chị. 29.000. Đó, nghỉ hè rồi mua cái này cho bé quẩy đi chơi. Rồi cái này là nhí nè, Ngọc Trinh nhí nè, nhí 25k màu đỏ nè, hồi nãy là màu vàng. Thanh có màu đỏ nè, màu đen nè, màu trắng nè. Đây có màu trắng nữa nha, đỏ đen trắng. Màu hồng nữa mấy chị. Màu hồng nữa nha, màu hồng nè, màu đen nữa nè. Đây cái này là màu đỏ nè mấy chị. Màu đỏ nha. Rồi cái này màu đen nè. Thấy cưng chưa? Đây màu đen nè. À Tú ơi, chị đợi cưng mua thêm á. Chị đợi cưng mua thêm mà chị gửi luôn á. Màu Ngọc Trinh có màu vàng, màu đỏ, đỏ đen hồng. Cái đó là rồi thêm ba cái nữa, đỏ đen hồng. Rồi ba cái của Việt Hà nè bỏ vô nè. Rồi chị nào lấy chốt Kim Thanh luôn ha. Ủa đâu cái màu vàng hồi nãy đâu rồi? Đâu rồi Thúy Kiều đâu mất tiêu rồi trời. Có lấy không nè, không biết đường anh chùa nè. Rồi Ngọc Trinh nè, chị nào lấy chốt luôn ha, có màu trắng nữa nè.
tao là cái màu trắng nè. Đây có màu trắng nữa nè. Màu trắng nha, màu trắng nha mấy chị, cái này là hàng Quảng Châu không à nha. Đó, mấy cái túi này là hàng Quảng Châu không luôn á. Màu trắng chị nào lấy chốt luôn, ngọc trinh trắng nha nhí nè. 25k mấy chị. Đó, 25k nha. Màu trắng chị nào lấy chốt giùm Thanh là trắng luôn, ngọc trinh trắng 25k. Thanh có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu hồng. Trắng, đỏ, đen, vàng, hồng. Rồi ngọc trinh chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Mấy chị chia sẻ. Ông Cưng ơi, mấy cái này hàng rẻ lắm rồi. Cưng mua mà mua ôm lô thì mới rẻ, còn mua lựa gì là trắng 25k ok. Cái gì bu lê gì nè. Rồi cái này màu vàng mấy chị. Màu vàng nè. 25k luôn. Trời đẹp chưa mấy chị ơi. 25k nha, màu vàng. Cưng mua nhiều á thì nhiều là phải tiền 150 cái, 100 cái cho mua, ít cũng đâu có giảm được, tại cái này chị bán là bán giá sale rồi. Đây màu vàng nè, 25k. Vàng 25k ok qua ly nè. Chào em Hoàng Kiều. Nào hoa ly nãy nó có 25k, bây giờ đây nữa nè, bỏ vô chung bọc cho con. Một giá bỏ vô. À, cái túi hình, cái bánh donut còn không? Hết rồi cưng, để chị coi lát nữa coi còn không. Nè thấy chưa? Trời ơi màu hồng này thấy cưng chưa mấy chị? Ủa tao nói nè, cưng xỉu luôn. Ngọc trinh hồng nè mấy chị, có 25.000 thôi mấy chị ơi. Mấy cái này là hàng Quảng Châu nè, túi này là hàng Quảng Châu luôn. À, túi ngọc trinh màu hồng nè mấy chị. Hồng 25k nha. Thấy cưng dữ lắm luôn. Hồng 25k. Chị lấy cho em thêm một vàng. Một thêm một vàng, một hồng, một đỏ, một đen. Một hồng nè. Một đen nè. Một đỏ nè. Một vàng nè. Rồi ok Việt Hà. Ờ là mỗi thứ 2 cái. Đây rồi con heo màu vàng. Con heo màu vàng nha, heo vàng nè mấy chị. 25k luôn con heo. Heo chị nào lấy chút cảm thấy là heo 25k nha mấy chị, heo 25k. Rồi trái dâu nè. Ô là mèn thấy cưng quá mấy chị ơi. Đây trái dâu nha mấy chị. Dâu 25k luôn. Heo vàng ok Lê Thị Kim Trang lên giùm Thanh là heo. Ủa heo Nguyễn Trân cái nè. À, Nguyễn Trân có rồi phải không? 25.000 có rồi. Một giá là con cứ bỏ vô. Heo vàng. Heo vàng xíu nữa đi, heo vàng. Kiếm heo vàng cái gì đi con. Rồi dâu 25k. Dâu 25k nè, qua ly nè, Thanh bỏ cái quay ở chổng nha. Thắng ơi. Dạ. Qua bỏ dùm gì nhỏ đó con. Dâu 25k, bỏ vô hoa ly dùm gì nhỏ luôn. Đây Thanh có dâu nè, dâu vàng được không? Hoa ly cái bọc hoa ly á. Dâu nè, dâu Thanh còn màu này đi. Cái này Ngọc Trân luôn nè. Ấy Nguyễn Trân chứ lộn. Hoa ly. Cái đó không phải rồi đó. Túi màu hồng á. Rồi bỏ vô đi. Hoa ly, túi màu vàng kêu màu hồng, nhỏ kiếm màu hồng. Rồi cái này là của Nguyễn Trân nè, bỏ vô Nguyễn Trân cho nhỏ luôn. Dâu vàng Nguyễn Trân là dâu. Đây cái bánh donut nè. Bánh donut 25.000 màu đỏ nè. Bánh donut nha mấy chị, bánh donut màu đỏ 25.000. Nguyễn Trân. Đây cái này là bánh donut nha, donut 25k. Rồi con cá nè, con cá 25k.
25k nha mấy chị. Đó, cá 25k. Rồi cái này 29k. Cái túi đen gấu nè. Túi đen gấu 29k nha mấy chị. Cá 25k. Đâu rồi? Nguyễn Trân nè. 25.000. Rồi vàng Ngọc Trinh vàng 29k. Cái này là bự nha, bự hơn cái nhí hồi nãy. Vàng 29k. Heo nãy ai lấy ta? Heo vàng Lê Thị Kim Trang có chưa? Hồi nãy có đơn chưa? Lê Thị Kim Trang lên số điện thoại giùm Thanh. Có chưa? Rồi 25k, cái đó mấy? 35k. Rồi cái này Lê Thị heo vàng 25k, ghi 25 dùm gì? Nè, ghi 25.000 lên vô đó. Gấu đen. Gấu đen 29k nha mấy chị. Thôi Thanh bán 25.000 luôn đi. 25.000 luôn mấy chị, cho mấy chị sỉ mua về bán. Trời nó tê cái giò. 25.000 gấu đen nha mấy chị. Đây Thanh đưa gần cho mấy chị coi nè. Đó, gấu nha, 25k luôn mấy chị. Đây cái này Thanh sale có 20.000, 25.000. Ờ bỏ chung luôn. Gấu đen ok 25k, hoa ly luôn nè con. Hoa ly 25.000. Rồi cái này Thanh sale 20.000, cái này bị dơ mấy chị về mấy chị giặt lại nha. Đó mấy chị giặt mấy chị trà rửa lại. Con heo này bán 20.000. Ủa con cá chứ lộn, ủa con này phải con cá không? Phải không? Con heo, con này con heo mấy chị, con heo nha, 20.000 luôn. Nè cái túi nha mấy chị, túi con heo nè 20.000. Nó bị dơ nha mấy chị ơi, nó bị dơ nha. Hải Moon đi chưa? Chưa có. Chưa nha Hải Moon ơi, chưa có đơn nào đi hết, ngày mai bắt đầu mới đi nè. Nguyễn Trân. Rồi đây cái này màu đen Ngọc Trinh nè. Cái này 25.000 luôn mấy chị. Mấy cái này là túi Quảng Châu nha mấy chị ơi. Cái này là túi Quảng Châu cho nên là mấy chị yên tâm nha. Đẹp lắm. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là sành điệu. Cái này có dây đeo nha. Cái dây nó nằm ở trong nè mấy chị. Đen 25k. Đen 25k mấy chị. Đây rồi cái này là túi kim sa cho bé nè. 25.000 luôn. Bán 25.000 đi cho nó mau hết mấy chị ơi. Chứ cái này Thanh để nắng lại, để vài bữa Thanh bán cũng được. Nhưng mà thôi giờ nhà quá trời đồ. Đó cái này 25.000 luôn nè. Con heo 20k ok. Danh Quyến. Thanh nói rồi cái này nó bị dơ nha mấy chị. Về mấy chị trà rửa nha. Thanh bán có 20.000 thôi. Đẹp quá ha. Nội là con thấy mình không cần xài nữa. Mình về mình chưng thôi, thấy cũng thích cưng rồi. Rồi cái này là đỏ nha mấy chị. Đỏ 25.000 luôn. Đó, cho bé đeo thấy cưng dữ lắm mấy chị. Mua để dành Tết cũng được nữa. Cái này lâu hư lắm mấy chị. Mấy chị để 2-3 năm cũng không hư nữa. Rồi đỏ 25k. Rồi cái này màu bạc nè. Chị có bán dây đeo. Dây đeo chị có bán dây đeo không? Ủa, cái bỏ đó có lấy dây gì? Lấy rồi. Dây đeo hả? Dây đeo không biết còn không? Có. Đây rồi cái này là màu bạc nha mấy chị. Cái túi màu bạc 25k luôn. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Màu bạc 25k. Chị nào lấy chốt âm thanh là màu bạc 25k. Đây nè mấy chị, cái túi giữ nhiệt nha. Cái túi giữ nhiệt này mấy chị. Mấy chị đựng đồ ăn á, đi làm á. Cái gì? 25k. Rồi ok, bạc 25k đâu rồi. Bạc 25k qua ly nè, 25.000 luôn nè. Bọc màu đầy rồi, con cột miệng là con bỏ qua bên chút lấy bọc mới. Đỏ 25k rồi, ok, đỏ 25k nè. Danh Quyến nè. Rồi cái này là cái túi giữ nhiệt nha mấy chị. Đó, mấy chị đi làm hoặc là mấy chị đi du lịch gì đó, mấy chị bỏ vô đây cái túi giữ nhiệt nè. Bỏ nóng bỏ lạnh gì tùy thôi mấy chị. Mấy chị mua hai cái đi, một cái để giữ nóng, một cái giữ lạnh đi. Đó, túi giữ nhiệt nha mấy chị. Túi giữ nhiệt này Thanh sale cho mấy chị 30.000 thôi. 30.000 đó mấy chị, bới cơm bới nước gì á, đi làm bỏ vô đây nè.
Đó, đi du lịch gì cũng được nha. Túi giữ nhiệt Thanh sale cho mấy chị 30 ngàn. Đó, Thanh xếp cái trong bị cho nên là nè. Đó, cái túi giữ nhiệt cho mấy chị 30 ngàn. Túi giữ nhiệt 30. Rồi cái này là cái vỏ màu đen. Cái này mấy chị xài 10 năm cũng không hư nữa ha. Đó, cái này xài 10 năm cũng không hư nữa nha mấy chị. Cái túi hoa màu đen nè. Cái này Thanh sale cho mấy chị luôn 35 ngàn. 35 ngàn nha, 35 ngàn cái túi hoa đen. Chị nào lấy chốt trình Thanh là hoa đen 35k. Túi vải á mấy chị. Túi vải nha. Ai, ô là trời, dễ thương quá mấy chị ơi. Túi trong. Túi trong nha mấy chị. Cái này 25 ngàn mấy chị. Đẹp chưa mấy chị ơi. Đó, rồi cái túi trong 25 ngàn. Chị nào lấy chốt trình Thanh là túi trong nha. Đó, túi trong 25 ngàn. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Trong 25k. Đây cái này 35 ngàn mấy chị. Đó, 35 ngàn mấy chị về mấy chị giặt mấy chị cho nó sạch đi, nó bị dơ nha mấy chị. Cái này 35 ngàn cái túi màu hồng này Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn. Rồi cái vỏ sách con gấu. Cưng chưa? Cái này sale luôn 25 ngàn. Cái túi gấu này, túi này đang hot luôn á mấy chị. Trong 25k, ok Hải Moon. Trúc Đoàn, hồng 35, ok Trúc Đoàn. Gấu 25, hoa ly. Hoa ly nè. Túi gấu 25 rồi chị lấy cho chút cho hoa ly rồi. Rồi cái này là trái bơ nè. Trái bơ 25 ngàn luôn. Đây bơ 25 ngàn, chị nào lấy chốt trình Thanh trái bơ nha. Bơ 25 ngàn, chị nào lấy chốt trình Thanh là trái bơ nè. Bơ 25k. Không, hết rồi. Rồi cái này là màu xanh 25k. Rồi bơ 25k, hoa ly luôn nè. Cái nào đầy rồi con đậy lại đi ha. Hoa ly đầy rồi phải không? Rồi lấy bọc mới nè. Hai mươi lăm k nè, bỏ vô đi, lát nữa nhỏ in cái bia mới. Trái bơ, kiếm trái bơ cho gì nữa hả con? Trái bơ chút đoàn lát nữa chị Thanh lấy cho nha. Đây rồi, màu xanh là 25 ngàn. Xanh 25k nha mấy chị. Không mấy đổ ra hết tay đi gì lấy cho nó dễ luôn. Đổ cái đùng này ra luôn. Đổ ra lấy bán cho nó dễ luôn. Đây 25 ngàn, 25 ngàn nha, màu xanh nha mấy chị. Xanh 25k. Rồi cái này là con cá màu đỏ 25k. Đây con cá màu đỏ 25k nha mấy chị. Đây con cá nè 25k. Cá nha, cá màu đỏ. Chốt giùm Thanh là cá đỏ 25k. Rồi cái dâu màu xanh. Dâu xanh nè, cái dâu màu xanh nha mấy chị, dâu này chưa chín. Dâu 25k luôn. Dâu xanh nha mấy chị, Thanh có dâu xanh. Đây cái dâu nè, nó cưng quá mấy chị. À, dâu xanh 25k luôn. Đây cái này hồi nãy ai lấy nè. Con mèo Kitty hồi nãy ai lấy ta. Đây mèo Kitty 25 ngàn hồi nãy ai lấy nè.
cưng sợ trời. Đây rồi con mèo Kitty 25.000, hồi nãy ai lấy Thanh chưa có chốt nè, bây giờ chốt lại đi. Mèo 25k. Rồi hoa ly nè con ơi. Đây mèo Thanh còn một cái nè nha. Mèo Thanh còn một cái nè, chị nào lấy mèo chốt mèo giùm Thanh luôn. Mèo 25k. Rồi trái banh nè mấy chị. Trời ơi, trái banh này không cần đeo mà chân cũng thấy cưng đấy ha. Đây rồi trái banh nè. Trái banh 25 luôn. Rồi mèo 25, ok Lê Thị Kim Trang nè, bỏ vô giùm con. Trái banh nha, trái banh nè, hot hit luôn á mấy chị. Trái banh 25k luôn. À, cái túi trái banh này thấy cưng chưa mấy chị? Túi trái banh. Cái mấy cái này mấy chị chân sưu tầm á. Độc lạ luôn mấy chị. À, cái túi hình trái banh nè. Đây mấy chị, hàng Quảng Châu luôn nha mấy chị. Rồi trái banh 25k, cái gì bully gì đó. Thấy không? Nè. 25k bully gì đó. Cái gì chứ bờ chứ u hang lợ chứ ly á. Chứ lê á, quên. Có một cái à, mới có một cái thì à. Rồi Doraemon nè. À. Nè. Nè bỏ vô đọc đi. Ai biết nhỏ có biết tiếng Anh đâu, còn con hơi dốt mà con ơi. Rồi coi Doraemon nè. Doraemon nha mấy chị, Doraemon. Doraemon là 25.000, để lên cột cái dây vô cái. Ảnh cột cái dây dùm gì cái, để gì lai từ từ tới gì lấy cũng được. Cũng được. Trời ơi, cái túi trong mà mấy chị ơi, nó đẹp. Đó, cái này là ngọc trai 25k. Đây cái này ngọc trai 25k mấy chị. Ngọc trai nha, đúng đẹp luôn. Tháo dây làm chi con? Trời mẹ đi. Ngọc trai 25k. Rồi cái này là mini nè, túi ngọc trinh mini nè, màu vàng nè, 25.000 nè. Rồi màu hồng nè, màu hồng 25.000 luôn nè. Đó, hồng 25k luôn. Nay tiếng chị nói kỳ kỳ. Ồ, chị bị bể tiếng rồi đó cưng. Rồi ok ngọc ha, ngọc trai. Ngọc trai Phan Thị Thúy Nguyên nè. Đâu rồi? Ngọc trai Phan Thị Thúy Nguyên. Đây. Trời ơi, con này cưng quá mấy chị ơi, 25.000 luôn. Cái này là gì ta? Trứng hả? 25.000, 25.000 nha mấy chị. Cái này nó hơi bị dơ về mấy chị giặt nha. Đó, cái này giống như cái trứng vậy đó. Trứng đây mấy chị chốt giùm Thanh là trứng 25k. Trứng 25k nha, trứng 25k. Rồi trứng 25k Việt Hà. Việt Hà cái này nó bị dơ nha. Nó bị dơ nha. Cái này em về em bán được không? Cái này là nó bị dơ á. Thôi em mua bán à, khỏi không có chốt đâu. Công về mắng vốn á, nó bị dơ đó, em về em có thời gian thì em giặt. Nha, 25.000 ok không? Không ok thì chị chốt cho Hồng Trần. Cái túi này là hàng Quảng Châu luôn mấy chị. Nè. Nó có 2 ngăn nha. 3 ngăn. Nó có 3 ngăn nha mấy chị, 3 ngăn, cái túi này là hàng Quảng Châu. À em cho bé rồi, vậy ok Việt Hà.
trứng 25. Đó mấy chị thấy không, trên live anh vẫn nói rõ ràng. Đó, bị sao nói rõ ràng. Có nhà má lấy sỉ đồi, trời ơi âm binh dễ sợ, về chê lên chê xuống, người ta nói rõ trên live rồi, về chê lên chê xuống, không hiểu nổi. Rồi cái này 25.000 luôn, cái túi Quảng Châu mấy chị. Túi Quảng Châu nha, 25.000. Mấy cái này da nó xịn lắm mấy chị, tại vì nó bị dơ thôi. Đó, cái này là túi Quảng Châu 25k. Trời ơi, xách chiếc dép lên tỉnh bơ luôn vậy. Rồi 25k nè, Trần Ly nè. Túi này biết khi nào hư trời, cái da nó da xịn luôn. Đây cái trái dâu màu xanh nè, chị nào lấy không, 25.000 dâu nè. Dâu xanh 25.000. Rồi Doraemon 25.000 luôn. Cái cưng quá mấy chị ơi. Doraemon có cái chuông nữa nè. Đó, Doraemon 25k. Rồi cái này là đầu rồng. Đầu rồng 25k luôn mấy chị. Nha, túi đầu rồng 25k. Đó, chị nào lấy chốt Thành Thanh là đầu rồng 25k. Đầu rồng bán sẵn rồi. Wally nè. À, Doraemon Lê Thị Kim Trang. Lê Thị Kim Trang nè. Rồi cái này cũng sale luôn, 25 luôn. Cái này con thỏ nè. Trời ơi cưng cho mấy chị, có hai ngăn nha, một ngăn ở trong với một ngăn ở ngoài. Đó, 25.000 luôn, con thỏ nha, con chuột hay con thỏ gì đó. Chuột mấy chị ơi, con chuột chứ không phải con thỏ nha. 25k luôn. Rồi cái này là donut màu đỏ, bánh donut màu đỏ nha mấy chị, 25.000 luôn, donut đỏ. Rồi cái túi màu hồng này Thanh sale luôn, cái này nó bị dơ nè. Đây cái này nó bị gì đây nè, Thanh bán cái rẻ cái này 20.000 luôn. Đây cái màu hồng này 20k nha mấy chị. Hồng 20k, chị nào lấy chốt cho Thanh là hồng 20k. Trời ơi mấy chị ơi. Ôi, nó đẹp. 29.000. Hoa cúc. Hoa cúc 29k, chị nào lấy chốt Thanh là hoa cúc. Đây hoa cúc 29k mấy chị ơi, thấy cưng quá, cái này đang hot luôn á mấy chị. Shopee bán một cái trăm mấy á. Hoa cúc 29k, chị nào lấy chốt Thanh là hoa cúc nha. Rồi hoa cúc 29.000. Rồi cái túi trong luôn. Cái túi trong này 25.000 luôn mấy chị. Hồng 20k, Danh Quyến. Nào con. Rồi hoa cúc 29, ok Lê Thủy. Rồi cái này Thanh sale luôn, cái vỏ trong nè 20. Cái này về mấy chị giặt lại là sạch bóng luôn mấy chị. Nó bị bụi dơ thôi. Cái này Thanh sale luôn 25.000 luôn mấy chị. Túi trong 25.000. Rồi 25.000 ok chúc đoàn. Rồi cái màu đỏ này Thanh sale luôn mấy chị, cái này 35.000.
Đỏ 35k mấy chị. Đỏ 35k. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là cái túi đỏ nha, có dây đeo bên trong nha mấy chị. Đỏ 35k mấy chị, đỏ 35k. Đây con gấu nè, thấy cưng quá luôn nè mấy chị. Con gấu này, cái túi này nó hai ngăn nha. Nè, một ngăn nè, hai ngăn nè, có hai ngăn nha mấy chị. Gấu 25 luôn mấy chị. Túi gấu 25 luôn. Gấu 25, chị nào lấy chốt giùm Thanh là gấu 25 nha mấy chị. Túi gấu 25k. Hello Tường Vi. Rồi cái này là cái túi bao tử nè, hồi trưa bán rồi mà giờ nó lòi ra một cái nữa nè mấy chị. Đó, vô kho soạn ra được một cái nữa nè. Đó, cái bao tử thấy cưng quá trời luôn mấy chị. Cái này 30 ngàn đi. Túi bao tử 30 ngàn nha mấy chị, bỏ tiền với bỏ điện thoại đi chơi được nha. Gấu 25 ok Tường Vi. Rồi bao tử 30k. Bao tử 30k nha mấy chị. Gấu hả? Gấu không biết còn không nữa. Gấu chút nữa Thanh like đi rồi chốt lại ha. Bao tử 30. Ok chúc đoàn. Bao tử hết rồi. Bao tử hết rồi nha. Bao tử đây tôi không coi chút nữa coi còn không. Đây cái này gu xì 25 luôn mấy chị. Trời cái này thấy cưng quá mấy chị ơi. Đẹp chưa mấy chị. Gu xì nha mấy chị. Gu xì 25 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là gu xì. Cái này lột ra là về mới chát nha mấy chị ơi. Mới chát luôn. Gu xì 25 luôn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là gu xì. Rồi ok Việt Hà 25 luôn. Con bỏ vô bọc nào một giá 25 ngàn nha. Cái nào khác giá là gì nhỏ bấm nha. Việt Hà nè. Bao tử hết rồi nha. Bao tử hết rồi. Đây cái này là cái Việt Hà. Cái này là cái bóp nè, mấy chị móc khóa được nha mấy chị. Cái này Thanh sale cho mấy chị 20 ngàn đi. 20 ngàn thôi. Cái này 20 ngàn thôi nè. LV nè. Đó mấy chị móc khóa được nha mấy chị. LV 20. Đó cái LV nè 20 ngàn nha mấy chị. Rồi ok Phạm Yến nè, LV 20 nè. Rồi cái bánh donut màu nâu móc khóa 20 hết rồi. Đây cái bánh donut 25. Đây 25 nha, donut, bánh donut 25. Cái gì? Rồi donut hồng 25. Donut hồng 25. Hả? Trời ơi. Cái này là của cái Dương Trang mà bao. 25. Chưa có giá hả? Con bỏ vô con ghi 25 đi. Bỏ vô bọc riêng đi. Nè, bỏ vô bọc này đi. Con ghi 25k. Túi bao tử chị hết rồi. Túi bao tử hết rồi Ly ơi. Đây cái này màu đen nha mấy chị. Đen Ngọc Trinh 25 ngàn. Đó, đen Ngọc Trinh nè 25 ngàn nha mấy chị. 25k đen Ngọc Trinh nè.
bao tử lát nữa Thanh like Thanh coi còn không, còn Thanh lấy cho. Đây cái đen ngọc trinh nha mấy chị, đen ngọc trinh là 25.000 luôn. Đúng rồi, ngày mai đi đơn nha. Rồi cái túi đen nè cho bé nè 25.000 nè. Rồi đen nè, đen 25.000. Màu xanh hy vọng em lên giùm chị đen 25k đi nha. Chốt giùm chị là đen 25k nha cục vàng. Rồi cái đen này đen cho bé nha mấy chị. Đen này là hình con mèo. Đó, Thanh sale luôn 25.000 luôn. Đen mèo 25k. Đen mèo. Rồi cái túi chống gu xì. Rồi ok em. Nè con. Đen mèo 25 ok Tường Vi. Còn cưng, có số điện thoại là chị đi đơn được à. Đây cái túi gu xì này là hàng Quảng Châu luôn nè mấy chị. Cái túi này Thanh sale cho mấy chị 35.000 ha. Sim gì em quên chị rồi chị. Sim gì là sao? Đây rồi cái túi chống nè, hàng hàng này là hàng Quảng Châu nha mấy chị 35.000. Cái này là da xịn luôn nè mấy chị. Hàng xịn luôn nha. 35.000 túi chống nha, túi chống mini 35k, chị nào lấy chốt hình Thanh luôn. Đó, túi chống mini nè. 35k. Rồi cái túi này là túi mà hàng Quảng Châu luôn nè mấy chị. Cái này hàng Quảng Châu luôn nè. Cái túi màu hồng. Túi hồng cho bé nè, hình con gì thắng. Con mèo nha. Túi màu hồng hình con mèo nè. Túi này Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 luôn. Chuyển khoản trước là miễn ship chứ không có bao nhiêu là miễn ship gì trơn. Chuyển khoản trước là được miễn ship. Còn mấy chị không có chuyển khoản, mấy chị thu hộ là không có miễn ship. Thanh bây giờ mua nhiều mua ít gì cũng không có miễn ship, mình bán rẻ cho mấy chị và miễn ship luôn, lấy gì mà ăn. Rồi cái này là gu xì mấy chị, 25 luôn. Gu xì 25k. Đây có dây đây mấy chị, dây nằm trong nha. Đó, gu xì 25k mấy chị, 25k gu xì. Ok cục vàng. Rồi gu xì 25 Việt Hà nè. Có 25 rồi, gì nhỏ khỏi in bill. Gói sữa tắm đó. Tắm sao à? Nó có hướng dẫn sử dụng cưng. Ở trong cái trên cái bọc nó có hướng dẫn sử dụng nha. Coi coi hướng dẫn sử dụng giùm chị Thanh. Ấy cái gấu đen này hồi nãy có ai lấy rồi phải không ta? Gấu này nè. Có không ta? Gấu vàng ai vậy? Gấu vàng. Cái gấu vàng Thanh còn nữa nè, có ai lấy gấu vàng không? Ê gấu vàng nè, Việt Hà nè. Gấu vàng ở lộn, Việt Hà có lấy không ta? Có ba lô nha. Đây rồi cái này là, cái này là cái trái gì ta? Cái này là cái gì? Cái gì đó? Cái khóm hả? Cái khóm nha mấy chị ơi, cái khóm nha. Khóm 25k. Dây đâu rồi? Để mình lấy dây cái. Đây rồi cái này. Cái này cái con gấu nè, Thanh còn một cái nữa nãy chị nào lấy ta. Gấu vàng nè. Gấu vàng à, Thanh còn một cái nữa, hồi nãy chị nào lấy Thanh quên mất tiêu rồi. Chốt lại giùm Thanh đi gấu vàng nha.
gấu vàng nè. À gấu vàng danh quyến nè. Danh quyến 25k nè, gấu vàng danh quyến. Rồi màu bạc nè. Màu bạc 25k luôn nha mấy chị. Có mà. Đây cái này là dây đeo nè mấy chị. Cái dây đeo nha. Rồi màu bạc chị nào lấy chốt cho em Thảo là màu bạc 25k mấy chị. Đó mấy chị làm cái bóp cầm tay mấy chị đựng tiền được nha mấy chị. Đó rất là dễ thương. Dây đeo có dây đeo mấy chị muốn đeo dây thì gắn dây vô. Cái này nó bị dơ Thanh bán rẻ luôn 25.000 luôn. Đây cái này là con mèo Kitty nè mấy chị. Mèo Kitty 25k. Hai cái một giá hả? À. Bạc 25k ok Tuyết Quỳnh. Mèo Kitty nha mấy chị, mèo Kitty 25.000 luôn. Mèo Kitty 25.000. À, cảm ơn. Rồi cái màu tím là 25.000 luôn mấy chị. Cái túi tím của bé 25.000 luôn. Rồi cái này là gu xì nha mấy chị, gu xì. Gu xì 25.000 luôn. Nguyễn Duyên ơi, chị lên từ từ cưng ơi. Chị lên từ từ nha, nó tùm lum hết trơn, chị bươi không được đâu. Nhiều lắm, không bươi lên hết được. Em xem đi, cái nào từ từ đi, xem mà được thì chốt. Đây cái này gu xì nè, 25k nè. Đó, gu xì 25k. Dễ thương quá trời luôn mấy chị. Đó cái gu xì. Đẹp nha, gu xì 25k. Gu xì 25k, ok. Hướng Dương. Hướng Dương là ai vậy? Hướng Dương là Kim Ngân Lê á hả? Phải không? Phải Kim Ngân Lê không? Bỏ nó cái bọc cái giò nó nóng. Ok em. Con ghi là Kim Ngân Lê đi. Cảnh biết dộn không trời. Hướng Dương á. Đây cái này cái túi màu trắng nè, trời ơi nó đẹp nha. Cái này biết luôn á. 25.000 luôn. 25.000 cái túi trắng nè, trời ơi thấy cưng dễ sợ mấy chị ơi. Trắng 25. Đổ dây vô chi con kệ mẹ nó để đẩy đi. Đứt đâu cậu ăn vô đại mẹ đi. Rồi cái này là trái này chứ khó mà. Cái khó màu vàng. Trắng 25 kìa. À, hồng trần mới lấy. Hồng trần có chưa? Hồng trần. Nè con. Cái khóm màu hồng nha. Cái trắng nè. Đây cái khóm nè. Cái này à, cái này 35.000 nha mấy chị ơi. 35.000 cái khóm nha, chị nào lấy chốt em Thanh cái khóm 35.000.
cái cưng vô mấy chị. 35.000 với khóm 35.000. Cái này nó hơi cứng mấy chị ơi. Nó hơi cứng nên bán rẻ cho mấy chị luôn. Cái này bán 20.000 thôi. Đâu rồi? Rồi cái này là màu đây nè mấy chị, màu của túi này nó đẹp nha mấy chị ơi, dây nè nằm trong này. Cái túi này là hàng Quảng Châu luôn nè mấy chị đó. Cái túi màu xanh này 25.000 luôn, hàng Quảng Châu nha. Hello nuôi đừa xanh 25k đó, xanh 25k hàng Quảng Châu luôn nha mấy chị, xanh 25k. Rồi vàng 25k, cái này giống cái màu xanh đấy nha mấy chị đó, cái màu xanh đang có màu vàng nữa nè, 25k. Rồi cái túi này là cái túi lông thỏ nha mấy chị. Túi lông thỏ. Túi lông thỏ 25k luôn. Đây cái túi lông thỏ 25k luôn mấy chị. Đây cái túi màu vàng nè, vàng 25k nè đó, vàng 25k nha mấy chị. Ô là mày cái cưng thở kìa. Đây con heo bách ba nè, cái túi heo bách ba 45.000, đẹp quá mấy chị ơi. Cái này hàng xịn luôn nha, túi heo bếp ba nha mấy chị, 45.000. Hàng này là 100 mấy nè mấy chị, 45.000. Cái túi heo bếp ba cho nó quải cho cưng dữ lắm mấy chị. Túi heo bếp ba 45k. Túi mèo màu nâu, túi mèo màu nâu nha, màu nâu nha mấy chị, 25k. Túi mèo 25k. Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Mấy chị đâu mất tiêu hết trơn rồi. Rồi chế banh. Banh nè mấy chị, banh 25k nha, túi trái banh nè, banh 25k. Quần tay đen, giờ Thanh đang lay túi, Thanh không có lay quần nha. Thanh đang lay túi, không có lay quần nha. Cái chỗ nào ba lô ta đổ mấy cái kia lộn xộn ra đi con. Đây có cái ba lô nè, 35.000. Ê, ê, cái này hồi chưa ấy rồi. Đây cái ba lô nè. Ba lô nè 35.000 nha mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn. Ba lô 35k. Túi banh Đăng Khoa nãy giờ có đơn chưa ta? Đăng Khoa có đơn chưa? Chưa có đơn thì lên giùm Thanh là 25k kèm số điện thoại nha Đăng Khoa ơi. Chưa có đơn thì lên giùm Thanh là 25k kèm số điện thoại.
Rồi cái ví này Thanh sale cho mấy chị luôn 25 ngàn luôn. Cái ví hồng nha mấy chị. Đựng đựng tiền với đựng điện thoại đồ giấy tờ rồi được ha. Đây. Ví hồng 25k. Chốt giùm Thanh là ví hồng. Rồi cái này là con chuột nha, cái túi con chuột nè. Rồi ok đăng khoa nè. Rồi cái túi con chuột 25 luôn. Rồi cái này là túi chống nha, túi chống mini 25k. Có. Đây nè con, trên mỏng à, có. Trên cái tủ á, trên cái đệ bọc á con. Mới vừa về luôn. Đây nè cái túi Gucci nè, túi chống Gucci nha, 25k. 25k luôn, túi chống Gucci. Rồi túi chống màu xanh 25k luôn. Trên cái hệ bọc kìa, cái tủ trên cái hệ bọc, gì nữa là trên cái hệ bọc. Thấy chưa? Áo ống đó, cái màu đen con mới cầm đó. Ghép cái sơ mi luôn. Ghép cái sơ mi gì với cái ống. Sơ mi mỏng bên kia, mỏng lét bên kia, có màu trắng hay màu đen gì đó, con coi thứ còn không. Đây nè, cái này màu xanh nè. À cái túi nè, túi chống màu vàng 25k luôn. Vậy là cái đó mình không có nè. Dài là không có màu, không có màu đen trắng. Áo dây còn cái màu ấy trong bọc đó, trong bọc đó còn cái áo dây đó, ngày hôm qua bán hết mấy cái rồi. À. Rồi cái này 25 ngàn màu đen nha, màu đen 25k. Còn có một cái màu đó ngày hôm qua ông bé kia lấy mấy cái. Còn chảy luôn không? Xà bông không? Xà bông quay đầu, sữa tắm gì luôn, nó chén gì luôn. Nó xả quần áo rồi luôn không? Đầy đủ. Đẹp chưa mấy chị? Ô là trời. Nè cái màu bò nè 25k. Màu bò 25k. Chốt giùm Thanh. Hả? Cái đó... biết rồi, biết rồi. 150. 125 hả? Tính 120 đi, hàng sale tính 120 đi. Với cái áo lót đó luôn là 150 đi. À không lấy áo lót hả? Bò 25. Bò 25 nè, hoa ly nè, 25 ngàn. Cái đó 40. Bò 25 hết rồi. Đây cái này con cá là 25 luôn. Cá xanh 25 nha. Con cá nè, cá xanh 25. Một cặp rưỡi là như vậy. 150. Cái này là hàng chính hãng á. Nhỏ gì gì thấy nó like á con. Nó bán 180 tỉnh. Ấy một cặp 200 mấy, 280 tặng chai dầu thơm. Đây cái này màu đỏ nè, 25 luôn. Là nhiêu? 40 với 35.
75. Đây rồi, đỏ 25 nha, đỏ 25. Cái gì nó. Cảnh ơi, mà bữa mặc zoom không, bữa nay mặc cái này lão quá nhịn ra. Mẹ qua bển mua mặc. Đỏ 25 ok nguyên mai. Cái này Thanh bán rẻ lắm mấy chị ơi, mấy chị mua không mua uổng lắm luôn á. Túi này là hàng Quảng Châu không á. Đây cái này là con lật đật nè, bữa hổm chị đòi hỏi con lật đật nè. Lật đật nè, Thanh bán luôn 25 ngàn luôn lật đật. Hả? Ờ ấy luôn, ấy luôn. Ấy luôn cái còn lại luôn. Nè cái này là con lật đật nè. Bữa hổm ai hỏi lật đật quên mất tiêu rồi. Lật đật nghe 25 ngàn. Có dây nha, có dây ở bên trong á Nguyên Mai ơi. Cái nào cũng có dây hết. Lật đật 25 ok Hướng Dương. Thắng nhỏ nãy là bán phở ở bển đó. Vậy hả? Nói chị mặt chị dễ thương quá. Nãy không nói chị dễ thương quá. Em hỏi hồi sáng. Ủa vậy hả? Em hỏi hồi sáng hả? Chết mẹ rồi. Để chị kiếm một cái nữa cho. Ôi là tiền ơi, nó đẹp nè mấy chị ơi. 25 ngàn luôn ngọc trai nè. Kiếm hơi bị khó, mất thời gian. Đây 25 ngàn nha, 25 ngàn. Tất cả đều có dây đeo hết nha mấy chị. Rồi 25k nè, Việt Hà nè. Đổ đổ cái thùng nó xuống đi con ơi. Học trai hết rồi, thùng nó xuống đi. Ừ thì con cứ chất xuống hết đi, đổ ra đi, đổ ra gì đó. Để cái banh nè mấy chị, banh 25 ngàn. Ngọc trai hết rồi. Đây mấy chị, tất cả đều có dây đeo hết nha. Đây cái này trái banh là 25 ngàn. Chị nào lấy chốt cầm Thanh là banh 25k. Rồi cái này là túi bự nha. Mấy cái túi này về mấy chị phải giặt nha. Cái túi này Thanh sale 25 ngàn luôn nè. Túi bự nè. Đó 25 ngàn luôn mấy chị. Rồi banh nè. Đăng Khoa nè. Đăng Khoa 25 ngàn nè. Rồi trái banh màu đỏ nè 25 ngàn luôn. Thấy cưng chưa mấy chị? Có cặp mẫu cho banh 25 nguyên mai còn màu đỏ được không? Còn màu đỏ được không Nguyên Mai ơi? À, mẫu cho đi trẻ không? Có nha. Có nha Phan Thi ơi. Đây banh còn màu đỏ được không? Cái gì mới đó nó văng ra mẹ rồi, banh của ai quên mẹ rồi. Rồi cái cặp này, cái cặp bự nha. Rồi ok Nguyên Mai. Banh 25 luôn nè Nguyên Mai nè. Cho em xem lại cái túi bự đi chị. Đây cái túi bự nè 25 ngàn. Mấy cái này về phải giặt lại nha. Giặt lại. Nó chân lâu á, bụi á, cũ á. Nó cũ. Nhưng mà giặt lại ok có 25 ngàn. Đi xóm đồ. 25k túi bự nha mấy chị. Túi bự 25k. Bự 25k. Đây. Ôi ôi cái mèo Kitty nè. Cái cặp mèo Kitty nè mấy chị. 35 ngàn. 35 ngàn mèo Kitty nha. Kitty 35k. Mèo 35k. Túi bự đó nó dơ nha Thu ơi. Lấy là chắc ăn nha. Lại mất công cưng thấy dơ cưng bỏ lại nữa.
bọc dây hình như nằm ở chổng hết hả ta? Nguyên bọc dây đâu? Bự 25k thu thu nè. Túi này là bằng da nè con, giấy rớt ra kìa. Cái túi này là nó bị, nó không có cái quai à, Thanh bán rẻ cái này 10.000 thôi mấy chị. 10k thôi. Cái này về mấy chị đựng son phấn hay mấy chị đựng lặt vặt linh tinh được nha, 10k. Nha, 10k cái túi này Thanh sale cho mấy chị 10k thôi. Đây cái túi nè. Trời ơi túi này độc lạ quá ha. 10k ok Hướng Dương. Dì nhỏ bỏ cái giấy ở chổng đi cho con dễ lấy ha. Đây rồi cái này màu nâu nè. Cái này Thanh sale luôn. Cái này bán rẻ luôn. Túi 10k chị lấy cho Hướng Dương rồi. Đây cái này 25.000 luôn mấy chị. Màu nâu nha. Nâu 25k. Đó chốt giùm Thanh là nâu 25k. Rồi cái này là túi đây túi này 25.000 luôn. Túi này là Gucci nha. Gucci 25k luôn. Rồi nâu 25k nè. Xuyên Nguyễn, dì bỏ trong đây nha con. Rồi cái này nâu nâu 25 ấy Gucci 25k nha, lộn. Cái ba lô nè. Đây ba lô này 35.000. Ba lô này 35.000 nha mấy chị. 35.000 cái ba lô, chị nào lấy chốt hình Thanh là ba lô 35k. Mấy cái này độn form vô nó mới đẹp, đè sập lép. Đây cái túi màu đỏ nè. Cái túi màu đỏ này sale luôn. 35.000. Màu đỏ đô nha mấy chị. Cái này Thanh lấy đồ Thanh độn form vô mấy chị nhìn nó căng nó mới đẹp. Trúc Vân 35k lên số điện thoại là 35k kèm số điện thoại Trúc Vân ơi. Màu đỏ nha 35.000, màu đỏ đô mấy chị. Đỏ đô 35.000. Trúc Vân lên 35k kèm số điện thoại luôn ha. Đỏ 35 ok chị Quỳnh Đan Si. Quỳnh Đan Si. Dì nhỏ bỏ chổng đó nha. Rồi ok 35k Trúc Vân nè. Sumi đời của con hả? Đưa cho anh Thắng nè. Ôi trời 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 trời. Ok Trúc Vân. Rồi lấy Trúc Vân rồi. Cái gì nó có đội đâu mà cái. Dạ con cái này con bà cho mượn cái tiền. Đỏ hết rồi mình chưa ơi. Cái cặp này Thanh bán rẻ mấy chị. Tôi cặp này cho mẹ đi chứ nó. Ha. Cái gớm quá. Ừ, bán mất uy tín. Cái này 25.000 nè, vỏ lưới nha. Lưới 25.000. Đây cái vỏ lưới 25.000 mấy chị, cái vỏ lưới nha. Nè túi lưới nha mấy chị, túi lưới 25.000. Chị nào lấy chốt hình Thanh là lưới 25k. Túi lưới này cũng đẹp. Cái này cái gì đây ta? Cái ba lô hả? Bola Fanti lên số điện thoại luôn. 25k kèm số điện thoại nha Bola Fanti ơi.
Để cái này mở sao? Cái gì? Kêu chú ra. Đây cái này cái ba lô nữa nè, cái vỏ sách chứ lộn. Đây, cái túi này, cái túi giữ nhiệt nè. Ba lô Phan Thi ơi. Thôi khỏi đi. Trời ơi trời. Ghi giá 25.000 coi. Thì kêu thì đi ra đi chứ hồi nãy chứ không nãy gì. Nó là hay ỉa lặt vặt lắm. Nãy giờ đi vòng quanh thế giới mà không đạp hả? Cái này là cái túi giữ nhiệt nha mấy chị, cái túi giữ nhiệt nè. Cái này để nhìn lấy xài cũng được. Cảnh này á đó. Nó không ra thì có cứ thiền cảnh này á chứ sao. Từ từ bay vô là kìa. Ê cái này cái túi giữ nhiệt nữa nè cảnh. Không phải. Cái túi giữ nhiệt nè. Bự cho bá luôn. Ê cái này để dành đi du lịch đựng được. Bỏ. Đâu có, bỏ nước đá con. Bỏ đá đồ đông lạnh rồi vô. Thôi để cái này xài đi mấy chị, bán rẻ uổng quá. Thanh là xuyên đi chơi lắm mà chuẩn bị đi chơi nữa. Giờ chữ hàng dữ lắm. Rồi cái túi đầu rồng này đẹp quá ha. Cái này đẹp quá nè. Đây cái túi đầu rồng này Thanh sale 45.000 mấy chị. Đây nè. 195.000 giờ Thanh sale luôn, 45.000 luôn. Túi giữ nhiệt. Thôi vừa nói để dành. Thôi kệ Thanh nhường cho cục vàng luôn nè. Ông cái túi này đã nè con. 35.000 nghe, túi giữ nhiệt. Ok Nguyễn Trân, chị Thanh bán 35.000 luôn. Thắng ở đây nè con, bên hông nè nha. 35k, đựng được nhiều lắm luôn, cái túi đó đựng được nhiều lắm. Cái túi đầu rồng là Thanh sale 45.000, chốt giùm Thanh là đầu rồng 45k nha mấy chị. Cái da đẹp lắm nha mấy chị. Cái này đẹp lắm, đi đám đi tiệc được nè. À, túi sách 35k là cái gì Hải Môn? Cái này 45k nha. À, cái ốp lưng á. Ốp bộ, ấy cái đó mát gì luôn. Cái gì rồ mát gì đó. Cái này 45.000 túi đầu rồng 45k. Này mới chát luôn trời, 195.000. Để xài em không chốt cái giờ bán hen. Đầu rồng 45k Trúc Vân. Không, tại vì em không chốt, em chốt chị cũng nhường cho em rồi. Khách quen là Thanh nhường hết à. Khách quen là Thanh nhường hết, cái đó bự lắm. Thì dây gì lụa ra nhóc luôn á. Cái đầu lòng này đẹp quá, 45.000 đẹp quá. Túi to xanh nãy, túi to xanh nãy hết rồi. Đây nè, mấy cái này đẹp quá nè. Trời, mấy cái này đẹp quá, da xịn luôn mấy chị. Đó, mình sale cho mấy chị luôn, cái này sale luôn mấy chị. Cái này mình bán 35.000 thôi, cái túi đen 35.000 nè. Trời ơi, mấy cái này cưng mua đi dạy được nè. Xuyên Nguyễn ơi. Chứ chị nói để đi du lịch. À, chị nói vậy thôi chứ biết nào chị đi cưng. Nói vậy thôi chứ không biết khi nào mới đi. Đây cái này 35.000, cái túi này mua đen quá mà mấy chị. Đó, túi đen nè, cái hình cái kiểu nó cưng quá nè. Cái đó em định chốt, ai cũng định chốt cái đó hết trơn á. Bây giờ cái nào mà Thanh nói Thanh để xài mấy chị chốt, mấy chị cứ chốt đại đi nha. Được là Thanh Quốc luôn à. Đây cái cặp nè. Cái cặp này nha. Trời ơi thôi, chào bảo đại tới giờ. Cái này Thanh bán túi đen 35 ok Trang. Khỏi nó da đẹp cái sợ trời. Hàng Quảng Châu. Rồi. Rồi. Cảnh ấy chốt chống mặt luôn. Hồi ở đây đi chơi giờ ngồi chốt đơn chống mặt luôn. Cái này Thanh sale 20.000 thôi. Lên sách cho bé đi. Lên sách cho bé đi chuồng hả? Rồi Thanh lên từ từ nha. Cái này 20.000 thôi mấy chị. Cái này bán rẻ 20.000 thôi. À, cặp hồng 20k. Mấy cái này dơ mấy chị về mấy chị giặt nha mấy chị ơi. Nó dơ nha, nó dơ nó bụi á mấy chị về giặt đi.
nha, về giặt là sạch rồi mấy chị, ngâm xà bông giặt. Cái này 35.000 mấy chị. Ba lô này nó bị dơ dữ luôn á mấy chị. Cái này về mấy chị ngâm xà bông giặt là sạch bóng luôn ha. 35.000 cái này là đi học cấp 1 là ok luôn. Từ lớp 5 đổ lại là ok luôn. 35.000. Rồi ba lô 35k trang luôn nè. Nè cái này con ghi gì nhỏ bỏ bên hông nè nha. 35.000 ghi giá gì nhỏ đi để hồi quên. Ờ. Không cái ba lô màu hồng á. Ờ. Ờ 35.000 trang lê bất động sản. Đây rồi cái cặp táp màu hồng luôn nè mấy chị. Cái này bé cấp 2. Ờ 35. Ông ngoại rồi. Đây cái này 35.000 luôn à. Băng ga nữa rồi hả? Đây cái cặp táp nè mấy chị, cái này bé học cấp 2 được nha. Cái này thanh sale 35.000 luôn, cái này bự nha mấy chị ơi. Ba lô hết rồi, ba lô hết rồi nha. Đây cái này thanh sale, cái này đúng đẹp luôn. À, chị có ba lô bé trai học, ba lô bé trai chị có nhiều lắm nhưng mà hàng trăm mấy rồi đó. Con đưa mấy cái ba lô nhỏ 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 cho. Đây rồi cái này 35.000 luôn mấy chị. 35.000 luôn nha. Cái này màu hồng 35k. Cái này hàng xịn luôn mấy chị. Chị nào lấy chốt cầm thanh là hồng 35. Rồi ok hướng dương nè. Nè tháng này 35.000 ghi dùm gì nhỏ 35.000 thôi con. Cái này nè. Cái này 75.000. Cái này 75.000 nha mấy chị ơi. Đây 75.000 nè, siêu nhân nè. Siêu nhân nha, siêu nhân. Lên cặp bé trai lớp 3 hả? Đây cái này siêu nhân nè, 75.000. Cái này 75.000 nha mấy chị, hàng này là hàng không có sale nha. 75k. Màu đỏ. Đây màu đỏ 75k. Màu hồng 75k. Màu xanh là 75k. Bé trai mầm non mẫu giáo có này liên liên đây 50.000. Cái cặp Elsa mà bị dơ hồi nãy chị không bán tặng em được không, bé em nó khóc đòi cái đó. Cái cặp Elsa nào ta? À rồi thì để chị tặng cưng đi, về cũng giặt cho nó đi cái cưng đó bộ. Mà có cái nó dơ dữ lắm. Cái này không, cái này về gì nghỉ ngâm tẩy là nó sẽ ra. Xuyên Nguyễn đi con, để gì nhỏ đưa cho nè. U trời ơi trời, chữ bao la rồi, để chị cho bé về con giặt tẩy đi. À, cái này, cái này thanh sale luôn 45.000 thôi, 45.000 nha. Cái cặp này 45.000 nè. Cái cặp mẫu giáo nè 45. Sau lưng chị là quần tây nha, quần tây với quần công sở, quần này quần kia. Mẫu giáo 45k, màu xanh. Đây, xanh mẫu giáo 45k. Hồng nè, hồng 45k. Nhỏ hơn sợ đựng đồ không đủ á con ơi. Nhỏ hơn sợ đựng đồ không đủ á. Cái này nó dính gì ta? Cái này thanh sale luôn mấy chị ơi. Cái này nó bị dơ dữ luôn trời. Đây cái này 35.000. À 35.000 nha, 35.000. Trời cái này dễ thương quá mấy chị, về mấy chị trà rửa giặt sạch sẽ là nó đẹp mới chát.
Nó do bụi bặm rồi, tay chân rồi bốc rồi chứ nè. Xanh 45 ok chút đào. Đâu vậy? Cái mẫu giáo hồi nãy hả con? Cho con xem cái nhỏ hả, rồi đợi cô xíu đi con. À, cặp bé trai lớp 3 hả? Lớp 3 là chỉ có loại trăm mấy hả Trang ơi? Ờ. Bé trai lớp 3 chỉ còn loại trăm mấy được không? 35.000 màu nâu, màu bò nha. Cam 35 ok nguyên mai. Ồ, cái này dễ thương hết. Sao xịn luôn, xịn sò. Rồi cảnh ấy em tháng hồi mà đã ôm cái đống đó là ok, chị bự là được. Lấy cho gì cái loại trăm mấy đó con, lớp 3 rồi đó, trăm mấy. Có quần ngố luôn, hết rồi, quần ngố thanh hết rồi. Đây cái này hàng Quảng Châu luôn nè mấy chị. Trời ơi, cái này nó bị xúc cái gì kéo rồi. Nó mất mẹ rồi. Ủa rồi cái này nó để giá đâu rồi trời. Cái này là hàng 200 mấy rồi. Bọc con kiếm ở trong đây nè. Cái bọc mà nhỏ vô thú bông á. Lấy cái đồ đem đi con. Có ví mini có nha. Trong cái bọc đen đựng mạc đó con ơi. Trong đây nè, bọc đen đựng mạ có dây có đồ chỏng luôn. Cái túi này là 250 nè. Cái ba lô này là 250, hàng chống gù nè. Chống gù là 250. Nè con gắn vô con dẹp con đi. Trời cái nó bự dữ quá. Cho mẹ nó lấy đại đi. Đây còn cái này là mua đó, chú mua nhiều ít. Ok em Trang nè, thổi luôn đi con ơi, Trang nó lấy luôn à. Túi chống gù ghi dùm gì nhỏ hay 250, 250 là chị bán cho em đó, cái này là 300 mấy lần á. Đây còn cái này thì trăm mấy nè mấy chị. Ờ. Đây cái này siêu nhân nè, cái này trăm mấy nè. Cái này là hàng trăm mấy nha, cái này là thanh xe 140. 140 nha, cái màu xanh này là 140 nè. Nhưng mà cái xanh này là nó không có xịn sò bằng cái 250 hồi nãy. Cái 250 nãy là hàng xịn. Tiền nào của nấy nha mấy chị. Ví dụ mình có điều kiện thì mình mua loại 200 mấy cho con mình. Mình không có điều kiện thì mình mua cái rẻ rẻ trăm mấy cho con mình. Bây giờ nó học sinh cấp 1 á, sổ sách nó nhiều lắm mấy chị. Mấy chị mua cái nhỏ lặng quặng về không đủ. Cái 250 đó lấy một cái nữa con ơi. Cái ba lô đó, cái này là 140 nè. 140 là thanh bán cho mấy chị, chứ ở ngoài người ta bán 180 đó mấy chị. Đó, với gia đình mình có điều kiện mua cái 200 mấy thì nó có chống gù. Còn mà mua cái 100 mấy thì nó cái lượng chống gù nó, cái lưng nó không bằng cái kia. Rồi cái cặp táp nè, Thắng cặp này con đi học được nè Thắng. Được không? Lấy không? Ờ. Lấy không? Về giặt đi. Lấy không thì nhỏ cho nín hình hoài. Để coi. Lưỡng lượng hồi khách mua, thôi gì nhỏ bán luôn. Đây cái này 35.000 mấy chị. Cái túi đen nè 35.000, túi này túi vải cho nên mấy chị khỏi lo sợ bị bong chóc gì hết. Cái này giống sushi đang xài.
đẹp à. Xuất sắc luôn ha. Xuất sắc luôn, chống rù nè. 250 hoa ly. Lấy cái bọc bự hồi nãy đó con. Bọc bự hồi nãy con lấy á, đựng thú bông á. Bỏ vô luôn đi. Cái bị mất dây xích. Nãy bán rẻ em đi. Cái bị mất dây xích. À cái này hả? Cái này lấy cái kia gắn vô là được à. Cho em xem lại cái túi. Đây cái túi này 35.000. Trời ơi xịn sò. Nó bị dơ nè mấy chị giặt sạch. Cái này bằng vải cho nên mấy chị khỏi lo nha. Không giống cái nãy vậy chị. Cái này đẹp hơn ha. Cứ muốn lấy cái nãy thì chị lấy cái nãy cho. Cái này là giống con chị Thanh đang xài nè. Đẹp. Cái này là đưa đưa gì lại không? Ai biết đâu, cưng muốn lấy cái hồi nãy thì chị lấy cái nãy cho. Nhưng mà cái này đẹp nè cưng. Giá nè, yên tâm đi. Nè, thấy chưa, gù nè, chống gù nè. Hàng xịn luôn. Hàng này người ta bán là 300 mấy một cái á. 300 mấy một cái, mình bán có 250. Đó, cái này nó đựng được nhiều nè. Đó nè, thấy chưa. Này cái đầu cái gì, lấy cái nãy cho con, lấy cái nãy giống nãy. Cái nãy chỉ còn màu hồng mà hết màu xanh rồi. Ông cái này cái 300 hay là lấy cái này siêu nhân này nè, hay là lấy cái này cưng. Lấy cái siêu nhân này được không Wally ơi? Được không? Đó, cái này 250 nè, chống gù luôn nè. Ha, mình đeo nó chống gù. Cái siêu nhân. Đó, cái siêu nhân là 250 luôn. Cái này là hộp nha. Hộp chống gù nè. Hộp chống gù 250 luôn. Đó, cưng muốn lấy cái nào? Nhóc em chịu cái kia. Chịu cái kia giống cái nãy hả? Cái nãy là cái giống cái này. Coi ở trong còn. Cái nãy chị hết rồi. Cái nãy chị còn cái màu hồng à. Đây cái túi đen này 35.000 nha. 35.000 túi đen 35. Nè cái này chị Thanh bán cho cưng 25.000 thôi. Xuyên Nguyễn ơi. Nè nó nhiều ngăn lắm. 25.000. Cái này là túi Quảng Châu luôn. Da xịn luôn. Cái này 25.000. Cái màu ruốc nha. Cái đó chị Thanh bán 25.000. Ok em. Nè. Rồi cái này là Xuyên Nguyễn nè. Xuyên Nguyễn 25k. Nè Thắng ơi. Nằm gì con, bữa đi chơi bữa nay sướng quá. Tím 25k hết Xuyên Nguyễn lấy rồi. Đây rồi cái màu đen này Thanh sale luôn 35.000. Giờ quá. Đây cái túi màu đen này 35.000 nha mấy chị. Có dây đeo nè. Ủa, cái dây này nó bị xét quá. Đổi dây. Túi đó nó bị dơ quá, xét rồi. Đây cái màu bò. Cái này cũng 35.000 luôn. Cái này tiếu nó đóng về, nó đóng cái nút bị lộn mà. Nhắn trước hả? Ồ chị Xuyên Nguyễn hỏi nãy giờ rồi. Bọc đó nãy đâu có bọc đâu. Cái nãy che chân nhìn kệ mà. Hư đồ hết á. Cái này sale luôn mấy chị. Cái này sale 25.000 luôn nè. 25.000 cái túi màu xám nè. Đó cái túi xám nè 25.000 luôn mấy chị. Xám 25k. Rồi cái này bán rẻ luôn 15.000 luôn. Cặp hồng 15k. Rồi cái túi trái banh nè. Túi hình trái banh nè 25.000. Đây dây đeo nha mấy chị. Đây rồi cái này 25.000. Cái nãy là Xuyên Nguyễn hỏi nãy giờ lâu rồi. Chị chưa có đưa lên chỗ coi. Giờ đưa lên chỗ coi thì nó chốt rồi. Đây cái ly trà sữa nè, ly nước nè.
Đó, ly nè 25 ngàn. Thấy cưng chưa? Cái túi ly nước 25k. Tặng em trái banh đó luôn hả? Tặng lỗ sao? Cặp hồng 15k, Phượng Kim lên số điện thoại luôn. 15k kèm số điện thoại nha Phượng Kim ơi. 15k kèm số điện thoại giùm chị luôn. Rồi cái đỏ này nó bị lem màu rồi mấy chị ơi, bán luôn cái này 15.000 luôn. 15.000 luôn, cái này nó bị dính, nó in bị dính nè, 15.000 đỏ 15k. Cái cặp hồng 15k là Thanh còn một cái nữa nè. À, tặng cái banh nè, ok, tặng cho Trang Lê bất động sản nè, để về tối hai chồng nó đá. Tặng em cái banh nè, tặng nó in miếng giấy ra nữa nè. Phượng Kim ơi, chốt giùm Thanh là cặp 15k kèm số điện thoại nha. Cho em coi túi xám. Đây nguyên mai túi xám đây 25.000. Đây túi xám 25.000 nha. Mấy cái này nó bị dơ nha mấy chị ơi, nó bị dơ nha. Xám 25k. Cái hồng này Thanh còn một cái nữa nè. 15k nha. Cặp hồng 15k. Con mình mà đứa nào mà nó xài cặp mà nó hao của mấy chị mua mấy cái này cho nó xài. Rồi 15k. Candy Thảo. Mấy cái này mấy chị về mấy chị giặt là sạch bóng luôn. Phượng Kim đâu mất tiêu rồi trời, không cho số điện thoại má ơi. Đúng mini. Rồi cái này cái ba lô nè. Cái ba lô này sale luôn. Cái ba lô này sale cho mấy chị. Đây cái ba lô này 35.000. Con em 1 năm 2 cái, mua lần nào cũng gần 400 cái, giết năm mất mấy chục cái. Ồ giết, ồ nó mấy đứa nó xài nó con trai nó hao dữ lắm. Đây rồi cái này là 35.000 cái ba lô nha. Ba lô 35k, chị nào lấy chú Thanh Thanh là ba lô 35k. Nó nhầm đứa nó xài nó phá dữ lắm. Rồi ba lô 35k Trúc Vân. Tháng này tiền lương em chuyển khoản cho chị hết luôn. Candy Thảo, ê Candy ơi, Ngân Candy ơi. Nè cái ba lô này được không? Cái này dơ về giặt đi ha. Cái này bị bụi dơ quá. Đó, cái ba lô này 35.000 nè. Đây ba lô này được không Ngân Candy ơi? Cái này nó bị dơ về giặt giùm Thanh đi ha. Đó, 35.000 cái ba lô này 35.000 nè. Ngâm xà bông giặt là sạch liền. Cái túi màu hồng. Cái hồng này bán rẻ 25.000 thôi mấy chị. Đó, cái hồng này nó bị dơ bán rẻ cho mấy chị 25.000 thôi. Ngân Kenny, cái màu cái ba lô đó được không? Đây rồi cái túi này. Túi này đeo bụng được nè, quải được nè. Túi này sale luôn 25.000. Cái túi màu tím nè. Rồi Lê Mỹ nè 35.000 nè. Cái ba lô nha. Về giặt giùm Thanh nha, cái này nó bị dơ nha. Nó dơ dữ lắm luôn á, về giặt giùm Thanh đi.
Ok em Trúc Vân. Ba lô hết rồi nha, ba lô hết rồi. À, Hướng Dương để chị thấy chị lấy thì lấy cho. Đổ ra nữa đi con. Một bự đó con. Đây rồi, cái này cho mẫu giáo được rồi mấy chị. Cái này sale luôn mấy chị, sale 25 ngàn thôi, màu đen nè. Đây đen 25 ngàn. Trời, cái lô này đẹp chứ sao không trời. Đâu con lấy cái gì con gắn vô đây. Cái ba lô này cái dây kéo nó bị xúc rồi nè mấy chị. Thanh bán cái này 35 ngàn, cái hàng này là 300 mấy nè. Cái này đúng xịn luôn á. Cái da xịn lắm luôn. Đúng là xịn luôn, hàng xịn luôn, 35 ngàn. Mấy chị về mấy chị thay dây kéo cũng được. Nè. Đó, xịn sò chưa ba lô nha. Nhưng mà thanh sale cho mấy chị cái này 35 ngàn thôi. Mấy chị về mấy chị thay dây kéo. Cái hàng này là hàng 200 mấy hay 300 mấy vậy nè. Đừng có bóp quá, lấy cái túi cái bự hơn. Lấy cái bọc bự hơn. Cái này 35 ngàn nha, ba lô này là ba lô màu bò 35k. Ba lô 35k. Rồi ok. Trang Lê Bất Động Sản. Đâu rồi? Quăng dồn tiếp nó đi Cảnh. Rồi 35k nè. Cho cái này qua ai để luôn. Hả? Cái này qua ai để luôn. Thấy qua đây đi xin số điện thoại không cho. Ba lô hết rồi, ba lô bò chốt cho Trang Lê Bất Động Sản nè. Đây rồi, cái này là cái ba lô màu đỏ. Đây ba lô màu đỏ luôn nè, 35 ngàn luôn. Đây ba lô đỏ 35 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là ba lô đỏ 35 ngàn. Mấy cái này nó dơ về mấy chị chịu khó giặt giùm Thanh nha. 35 ngàn ba lô đỏ. Trời ơi cái ba lô mini cái cưng nó sợ trời. Cái này Thanh sale cho mấy chị luôn 49 ngàn, cái này đẹp, cái này không có bị dơ, không bị lỗi gì luôn á. 49 ngàn. Đây cái ba lô này đẹp luôn. Đó, 49 ngàn cái ba lô đỏ 49 ngàn. Cái túi trà neo. Đây túi trà neo thanh sale 35 ngàn mấy chị. Bị dơ. Đây cái túi trà neo 35 ngàn luôn nè. Cái này về mấy chị giặt lại. Rồi Ngân Phạm 49k. Đây cái túi này, cái túi này 35 ngàn luôn, túi này thanh sale 35 ngàn nha. Rồi cái này là cái cặp cho bé nè, có cái quai sách luôn nè. Mặt trời, ông mặt trời 35k luôn. Đó thấy cưng chưa. Cái này vừa sách được vừa quải được luôn nè. Ông mặt trời 35k.
Có, chị chốt cái ba lô cho cưng á. Cái gì? Túi 35k. Danh Quyến ơi, Danh Quyến lấy cái này phải không? Danh Quyến lấy cái túi này phải không? Phải thì ok em Thanh nha. Có ba lô bé trai không ạ? Thì bây giờ Thanh đang lên lộn xộn nè. Tiết Trinh ơi, túi mini có luôn. Đây cái này. Đây cái ba lô nè. Ba lô bé gái nha, 35.000. Mèo Kitty. Cái ba lô mèo Kitty 35.000. Chị nào lấy chốt hình thanh luôn, Kitty 35.000. À, Danh Quyến lấy cái túi này phải không? Phải thì ok hình thanh là phải thì ok hình thanh nha. Là cái ba lô này nó ba lô này bé trai em đeo được nè. Mà nó bị xúc, nó bị gãy cái dây kéo rồi. Anh bán cái này 25.000 thôi. Đó, cái ba lô này thấy cưng quá trời luôn nè. Nó bị gãy hết cái dây kéo này rồi, mấy chị về mấy chị mua cái gì đó gắn vô, cái móc khóa gì đó mấy chị gắn vô cũng được. Cái này tên sale 25.000 thôi. Rồi ok Danh Quyến nè. Đó, cái này 25.000 đúng dễ thương luôn á mấy chị. Mấy chị mua cái móc khóa mấy chị gắn vô là ok luôn. 25.000 nha. Bé trai nè, nãy ai hỏi ba lô trai nè. Đó, mini nè, đi học mẫu giáo được nè. Có 25.000 thôi. Rồi ok chúc đoàn nè. Rồi năn nỉ cái này về giặt lại mua cái đồ gắn chìa khóa. Cảnh cảnh, con lấy cái con heo đó đó cảnh. Chúc đoàn á. Đó cái con ờ à, đó đúng rồi, 30.000. Ghi lại ghi giùm gì nè. Đó, cái đó về gắn vô cái ba lô đó thì ok luôn. Nãy giờ chưa được. cố lên em. Đây cái túi trắng nè, 35.000. Trời ơi cái túi này. Chúc đoàn ơi lấy cái này luôn đi chúc đoàn. Cái này về em giặt xà bông lại là sạch đẹp. Đó, đúng đẹp luôn, 35.000 luôn. Cái này em về em giặt xà bông lại. Sạch mới chát luôn. Trắng 35k, túi trắng 35k, trắng sọc nha. Trắng sọc 35k. Cái này về mấy chị chịu khó, mấy chị ngâm xà bông, mấy chị giặt. Rồi ok em. Rồi cái này đúng đẹp luôn nè. Ghi dùm gì cái này luôn, 35.000 luôn. 35.000 con ơi. Đây cái túi bao tử màu đỏ 35.000. Đây mấy chị. Đó, màu đỏ 35.000. Trắng 35 em hết rồi chị Nguyễn Thủy ơi. Chúc đoàn lấy rồi. Cái này đẹp quá trời luôn. 35.000. Bao tử, bao tử. Đây cái túi bao tử nè, 35.000 mấy chị. 35.000 túi bao tử nha. Đây cái vỏ này nó bị dơ quá luôn mấy chị. Đó mấy chị về chịu khó mấy chị giặt giùm Thanh đi nè, hàng nè còn tem còn đồ luôn nè, mà có cái là nó bị dơ quá. Đó Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn. Cái này Thanh bán cho mấy chị 35.000, 30.000 thôi. Có áo nam có nha. Đây có dây nè mấy chị. Nè nó nhiều ngăn lắm nha. Đó cái này Thanh bán 30.000 thôi. Màu hồng 30.000 về mấy chị ngâm xà bông mấy chị giặt. 30.000 màu hồng nha. Túi hồng 30. Còn mấy chị không giặt là Thanh giặt rồi Thanh bán giá cao hơn. Nó sạch sẽ thì Thanh sẽ bán giá cao hơn. Rồi cái này Thanh cũng bán 35.000 luôn mấy chị. Ủa cái này nó bị dơ quá. Nó bị nè. Ở bên trong không có thấy nha mấy chị. Đó, cái này Thanh bán 20.000 thôi, màu trắng 20.000. Túi trắng YXL 20.000.
XL 20.000 nha mấy chị. Áo nam Thanh có nha. Ôi là trời, cái Dior này nó đẹp ha. Này không biết là túi màu hồng 30k. Túi màu hồng 30k. Lon trần lên xuống thoại luôn, hồng 30k. Trời ơi, cái này đúng xịn sò luôn mấy chị ơi, Dior nè, vân chữ nổi Dior luôn nè. Cái này Thanh sale cho mấy chị. Cái này sale cho mấy chị 45.000 ha. Đẹp quá trời luôn nè, Dior nổi chữ nổi luôn nè, 45.000, hàng độc lạ luôn mấy chị. Hàng độc lạ luôn mấy chị nha. Trắng 20 ok Ngọc Trâm. Ngọc Trâm 20, trắng 20 Ngọc Trâm chốt rồi cưng ơi. Ngọc Trâm lại lấy nè. Băng ra nữa hả? Dior 45.000 Việt Hà. Lon trần 30.000 ghi giá đi con Thắng. Cái này Dior của cái này Thanh bán 35.000 thôi. Việt Hà ơi, chị Thanh bán cưng 35.000 thôi, cái này bán rẻ cho cưng đi tại cưng sỉ. Việt Hà nè. Bỏ nhớ không Thắng? Ghi giá cái đó đi 30.000 đi con. Rồi cái này 35.000 nè. Cưng quá ha. Cái đó hàng xịn luôn á con. Trời ơi cưng lấy, Việt Hà cưng lấy cái Dior màu đen đó là đúng xịn luôn á. Đẹp ha. Hả? Ngọc Trâm lại lấy. Cái đó đúng đẹp luôn á cưng. Đây cái màu đen nè, 45.000 mấy chị. Đây hàng cái này đẹp luôn. 35. Đây cái đen nè. À, đen này có quần legging, chút đào ơi, quần legging có nha. Quần legging có. Cưng lấy loại tốt hay loại thường. Cái này 45.000 Chanel nè mấy chị. Chanel đen 45.000. Cái này Thanh bán 20.000 thôi mấy chị ơi. Đây 20.000 luôn. Cái ba lô mèo Kitty nè 20.000. Dior 35 hết rồi, Dior 35 chốt cho gì hồi nãy rồi đó. Việt Hà rồi. Chanel. À cái gì Lule gì nè. Lule hồi nãy đó, cả Phúc ấy Thắng. Hồi nãy con đọc gì đó. Tiếng Anh Lule gì đó. Ờ Lule gì nè. Đó, 45.000. Mèo 20, ok chị Hồng Trần. Mèo 20 báo ghi mép 20 mép gì? Hả? Mép gì chị Hồng Trần? Cảnh nghe, cảnh với Thắng nghe mép hai đang ngồi cười chúng chín. Quần á, quần là nó cưng muốn nó tầm mấy chục hay là trăm mấy. Đây rồi cái này 25.000 nè, ngọc trai nè. Đó, hồi sáng mấy bà chốt mà hết rồi, bây giờ Thanh vô kho Thanh lục ra còn cái nè. Mèo phải ghi mép. À cái này 25.000 nha mấy chị. Cái này đúng đẹp luôn nè. Đó, ngọc trai nè. 25.000. Đó, ngọc trai nè, Việt Hà 25.000 nè, bỏ vô cái bọc 25.000 á. Việt Hà. Ngọc trai 25 hết rồi. Cái túi con bò này là cái gì đây trời, cái này cái sao giống cái áo gối quá vậy. Ngọc trai hết rồi, ngọc trai đó để anh coi còn không. Còn cái nào nữa không Cảnh? Cái bọc đó đổ bọc nó ra luôn đi con. Cái bọc đen ở chổng đem ra luôn phải không? Ngọc trai Thanh hết rồi, cái túi rồi cái này màu vàng nè. Vàng 25.000 luôn nè, có dây đeo nha mấy chị. Đây vàng 25 nè. Trời ơi nguyên cộng này có mấy chục lượng nè mấy chị. À. 25.000 vàng 25.000. Ủa cái ba lô này dơ quá về giặt đi mấy chị ơi. Rồi Việt Hà nè, vàng nè.
Việt Hà, em lên giá tiền giùm chị luôn đi. Lên giá tiền giùm chị luôn. Rồi vàng Như Như nữa nè. Trời đẹp quá, cái đó con cầm hay cái đẹp luôn á trời. Dì bán có 25 ngàn. Rồi vàng 25 Việt Hà nè. Đẹp xuất sắc luôn ha. Đẹp xuất sắc luôn á trời. Việt Hà là cái bọc đầy rồi phải không? Rồi cái này 25 ngàn nè. Cái nào 25 ngàn dùng chung. Có túi bóng. Coi túi bóng hả? Bóng nữa nào ta. Ngân ơi, cái này chị cho cưng nè. Cho Kim Ngân Lê đi. Con Vũ dưới. Đấy cái túi trắng này hồi nãy ai lấy nè. Mấy gài mua không thấy quà tặng quà hả? Ừ mai bà lại tôi tặng cho. Túi trắng này hồi nãy ai lấy ta? Đây cái túi trắng này hồi nãy ai lấy nè. Trắng 35 ok chị Nguyễn Thủy nè. Cái này mai phải chùi lại để dơ quá. Bà vậy bà nhận cái bà hết muốn lấy luôn. Chị Nguyễn Thủy nè. Ở chổng nghe thắng. Cái này Kim Ngân Lê nè. Cho Kim Ngân Lê đi. Cái gì đi o Việt Hà đi o đâu trời. Đây cái ba lô. Hả? Cái ba lô này về giặt đi mấy chị ơi. Cái ba lô này thành bán rẻ 20 ngàn thôi. Hả? Ở chổng á. Nhỏ bỏ chổng á. Lê Thủy. Đây cái này là 20 ngàn nè. Chị Lê Thủy ơi. Chị còn đó. Em có chốt cái trắng cho chị nha. Đây cái này bao nhiêu mới đi đơn hả? Trên 100 ngàn. À, cái màu vàng nó còn cái nào không? Đây cái này 20 ngàn nha. Cái ba lô này về mấy chị giặt đi. Đây ba lô nè. Cậu thấy cưng quá trời luôn nè. Đó ba lô 35 ngàn luôn. Cái này ba lô nè. Hình trái dưa hấu nè 35 ngàn. Trời ơi cưng xỉu mấy chị. Cưng xỉu luôn. Ba lô dưa hấu nè 35 ngàn. 20 ok Lê Mỹ nè. Mấy chị ơi Thanh nói trước nha. Mấy cái này nó dơ mấy chị về mấy chị chịu khó giặt thôi. Nhưng mấy chị ngâm xà bông giặt là sạch à. Cái này là Kim Ngân Lê nữa. Cho ba lô cam 35 ok nè. Ngân Phạm nè mấy... Nè dì nhỏ bỏ trong đây nè nha. Đó thảy qua đó. Ba lô 35 em hết. Để em coi coi. Đây nè cái này. Cái này 35 ngàn mấy chị. Ô cái này nó bị xúc dây kéo rồi má ơi. Bán rẻ cái này 20 ngàn cho mấy chị nè. Ba lô dưa hấu hết rồi. Cái này 20 ngàn mấy chị. Nó bị hư dây kéo rồi. Mấy chị về mấy chị thay dây kéo đi. 20 ngàn. 20 ngàn nha 20 ngàn. Cứ chốt đại đi mai đổi bọc lại không. Ba lô này 20 ngàn nha mấy chị. 20 ngàn bán rẻ về thay dây kéo đi. Thay dây kéo có cái nhiêu tiền đâu. Rồi cái này thanh sale luôn 20 ngàn luôn mấy chị. Rồi hồng 20 Candy Thảo nè. Cái này nó mới. Nó còn cũng còn sạch mà có cái nó bị hư dây kéo. Candy Thảo nè. Ủa hồng ba lô phải không? Candy Thảo qua cái ba lô phải không? Hay là cái này? Cái này nó hơi cũ nha. Cái này Thanh bán rẻ 20 ngàn thôi nè. Hồng 20 nè. Candy Thảo lấy cái ba lô hay là cái túi hồng? Chúng lấy cái túi hồng hay là cái ba lô vậy? Đúng rồi là cái gì? Là cái ba lô phải không? Là cái ba lô phải không? À, rồi ok Candy Thảo nè. Rồi cái túi Mickey 25 ngàn. Túi Mickey 25 ngàn nha mấy chị. 25 ngàn túi Mickey nè. À, chị nào lấy chốt nhìn Thanh là Mickey 25k. Túi Mickey 25k. Đây cái vỏ màu đen này nó bị chày quá. Thanh bán rẻ luôn 20 ngàn luôn mấy chị. Đây cái vỏ này sale cho mấy chị 20 ngàn thôi. Đây cái vỏ nè 20 ngàn. Đen 20 mấy chị chốt giùm Thanh luôn ha. Mickey 25 ok chúc đoàn.
đen 20, cái vỏ đen này 20.000 nha mấy chị. Đen 20. Rồi cái bao tử nè. Bao tử 35.000. Đó, hồi nãy chị nào hỏi nè. Rồi chị biết rồi. Bao tử 35.000 nào nãy chị nào hỏi bao tử nè. Còn không gì đó giờ còn nè. Bao tử, bao tử. Bao tử 35.000 mấy chị. 35.000 cái bao tử nè, thấy cưng quá trời luôn nè. Bao tử 35.000. Đây cái ba lô này, ba lô rút nha mấy chị. 25.000 luôn. Cái ba lô này 25.000 mấy chị. Cái ba lô này 25.000 nha mấy chị, ba lô nè 25.000. Tháng này chúc con ở đây hay gì bển? Gì bển hả? Nghĩ là ngủ đây hả? Tưởng là con ngủ đây chút gì nhỏ với con đi ăn hủ tiếu gõ. Cái này ba lô 25, ok chúc Vân nè. Nè. Cái này thanh bán rẻ 20.000 thôi mấy chị. À 20.000 cái túi đen này bán rẻ 20.000 thôi. Đen 20. Rồi cái túi màu kem này 20.000 luôn. Nam. Hàng xịn. Bao tử nam 20 hàng xịn, lấy cái bao tử xịn nó bển dùm gì coi. Có một cái màu đen á. Đen 20, ok chị Hồng Trần. Chút nữa con cái gì nhỏ với anh Cảnh đi ăn hủ tiếu gõ. Đây cái này hàng xịn nè, bao tử nam nè cưng. Bao tử nam hàng xịn nè, cái này là hàng này xịn nha, hàng này 300 mấy hả. Hàng này hàng cao cấp, hàng xịn luôn, hàng thương hiệu luôn. Đó, khóa kéo nè. Xịn lắm luôn, cái này. Cái này 350, hàng cao cấp. Nhiều ngăn lắm, đựng giấy tờ nè. Cái này là Việt Kiều á, Việt Kiều xài á, mấy người Việt Kiều người ta về người ta hay xài mấy cái này nè. Cái này là 350 nè cưng, hàng cao cấp nha. Nhìn nó vậy chứ nó dữ dằn lắm nghe, mấy người Việt Kiều người ta về người ta xài này, trong đây nó đủ tiện nghi luôn, nó có chỗ đựng giấy tờ luôn, đựng cái gì thẻ Visa, thẻ ATM gì á, nhóc luôn, 350. Rồi cái túi màu hồng này thanh sale luôn 35.000. 35.000 màu hồng nha. Cái đó nó bền lắm cưng, cái này cái da xịn luôn á, bền lắm. Đây cái này 35.000, túi hồng 35.000. Chị nào lấy chốt giùm thanh là hồng 35k. Cái này thanh đeo vô người để lộn hồi bán 25-35.000 thấy bà nội luôn. Thôi cái này thanh bán cho mấy chị 25.000 luôn đi, màu hồng 25.000, thanh còn hai cái nè. Còn hai cái nha. Ok em. Cái này em về em nhìn là nghiền luôn á. Nó đã dữ lắm. Nè, em thấy bô tử xịn rồi. Ở trong nè. Đó, thấy chưa? Cái này lấy cái hộp bỏ vô đi con. Lấy cái hộp bỏ vô đi, cái đó hàng xịn. Màu hồng nha, màu hồng này 25.000 nè, thanh còn hai cái bán rẻ luôn. Hộp ở trong hộp ở trong phòng thử còn cái nào không? Lấy hộp bỏ vô đi con. Mấy cái hàng xịn bỏ. Rồi cái này 25.000 luôn. Đen gấu 25.000. Đó, đen gấu 25.000. 25.000 nha, đen gấu, chị nào lấy chốt giùm thanh là đen gấu luôn.
gấu 25 ngàn. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị 20 ngàn thôi. Cái bóp cầm tay này nó bị dơ mấy chị, nó bị dơ nha, 20 ngàn. Chị nào lấy chốt trình Thanh luôn. Cái này nó bị dơ thôi chứ nó là xịn sò luôn. 20 ngàn, bóp cầm tay 20 ngàn. Ôi là mẹ Ngọc Kinh là màu xanh nè. Đó, Ngọc Kinh xanh nè. Hàng Quảng Châu luôn, 25 ngàn. Cái này hàng Quảng Châu luôn nè mấy chị. Xanh 25k. Chị nào lấy chốt Bình Thanh là xanh 25k nha. Có giày thể thao nam size 40 màu xám. Giày thể thao nam size 40 màu xám. Ok. Xám trắng được không cưng? Xám phối trắng được không? Đây cái túi Gucci màu nâu nè, 45 ngàn. Đó, cái này là Gucci nâu 45. 20 danh quyến. 20 nè, bóp 20. Ok, danh quyến 20 nè. Rồi xanh. Xanh 25 nè. Lấy đôi giày á con. Size 40 ở đây nè. Có cái nón á, hình có cái nón á. Chỉ có màu đen nữa. Đây nè cưng, xám mà phối trắng nè. Xám mà phối trắng. Đôi này giá đâu? Có làm gì không? Cái này 250 nè cưng ơi. Cái này 290 mà chị bán cho cưng 250. Rồi cái này là cái túi Gucci, túi đựng điện thoại với tiền nè mấy chị. 45 ngàn. Chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn. Gucci 45. Đây cái này mới đúng xịn nè. Túi điện thoại mấy chị. Gucci ok Việt Hà. Gucci Việt Hà tính cái này 35 thôi sỉ. Nè ghi dùm gì chứ. Thắng là ghi 35 ngàn dùm gì nhỏ rồi con. Cái đó đó. Cái này ờ. Cái này nó trộn, cái này nó xịn quá mấy chị à, mà nó bị hư cái dây kéo ở đây à. Mấy chị chịu khó về thay cái dây kéo khác đi. Nè. Ồ đúng xịn luôn. 200 mấy nè. Giờ Thanh bán cho mấy chị 25 ngàn về mấy chị thay dây kéo đi ha. Em kiếm mẫu bằng vải. Mẫu bằng vải là mình còn màu đen đúng không? Mẫu bằng vải chị còn màu đen à. Dẹp lên cái này đi. Mẫu bằng vải chị còn màu đen được không? Cái donut, đưa cái donut lại cho gì á. Hồi nãy ai kiếm donut. Cái lật đật đó luôn. Bằng vải là chị có cái này nè cưng. Màu đen à, chị còn màu đen à. Hết màu xám rồi. Giá đâu con? Cái này 120 nè Yến ơi. Đó, cái này là 120. Chị còn màu đen à. Màu xám chị hết rồi. Cái này 25 ngàn mấy chị. Ôi đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Cái này hàng xịn luôn nè. Mà nó bị hư hết một cái dây kéo. Nó hư hết cái một cái dây kéo rồi. Túi đựng điện thoại nha. Túi điện thoại. Túi điện thoại 25k. Màu trắng, màu xám, màu đen. Em mới mua hổm bữa rồi. Ờ, đi chị hết rồi. Cái này Thanh sale cho mấy chị có 25 ngàn thôi nè. Trời cái này đúng được. Cánh cho con rồi cánh. Thắng lấy này không thắng. Đừng điện thoại quải đi qua đi về được. Trời cho đứa nào không chê hết trơn trời. Má ơi. Chị có dép bích đầu không? Dép bên đầu có nha. Cái donut hồi nãy ai hỏi nè. Cái bánh donut hồi nãy ai hỏi 35 ngàn. Chị nào lấy nè. Giờ Thanh còn một cái nè mấy chị. Ai donut 35 ngàn nha. Cái vỏ bánh donut. Cái này không biết nãy ai lấy quên mất mẹ rồi. Trời cái này dễ thương quá ha. Má ơi cái nào dễ thương là nó bị hư dây kéo à.
Trời, cái này đẹp quá, bán rẻ 20 ngàn mấy chị. Mấy chị xách cái này nó xịn dữ lắm mấy chị. 20 ngàn. Bánh 35 ok kim ngân lê. Nè con, cho em coi, cưng mang size mấy mi diễm. Đây cái này 20 ngàn mấy chị. Ồ cái này đẹp quá mấy chị ơi. 20 ngàn. Đen 20. Cái bóp đá xoàn này thôi bỏ mẹ đi, cái này bán cái gớm bán. Rồi cái này là cúp B này sale luôn. 35 ngàn. Túi cúp B nè. Đó, túi cúp B 35 ngàn nha. Rồi Doraemon 20 ngàn. Size 36 lấy cái đôi sụp con. Đây cái này 20 ngàn. Chị cho em xem dép nhựa đế gai mang trong nhà. Dép gai á Cảnh ơi. Búp bê, búp bê 35 kim ngân lê. Búp bê hết rồi Ngân Phạm ơi. Cưng mang size mấy? Cưng mang size mấy Phạm Yến ơi? Cái này Doraemon 20 ngàn nè. Có dây nằm bên trong nha mấy chị. Dây nằm bên trong nha. Đây nó có dây nè. Doraemon 20 ngàn. Hồng Ngọc lên số điện thoại luôn. 20 ngàn kèm số điện thoại Hồng Ngọc ơi. Đây đôi dép bích mỏ nè. Bích mỏ nha. Đôi này 85 ngàn. Đôi này 85 ngàn nha. 85 ngàn size 36 nè. Đó, dép bích mỏ 85 ngàn. Đi 20 ngàn dùm gì nhỏ thôi. Phạm Yến ơi, cưng mang số mấy cưng? Mang số mấy? Đây cái bao tử hồi nãy ai hỏi nữa nè. Bao tử chụp Mickey nè, 35 ngàn. Đây bao tử Mickey nha mấy chị. 35 ngàn. Chị nào lấy chốt Thành Thanh là bao tử Mickey. Size 36 Cảnh rồi. Dép gai á, dép mát xa. Đây túi Ngọc Trinh nè. 25 ngàn. Túi Ngọc Trinh nha 25 ngàn. Đây nè cưng, dép gai 35 ngàn cưng. Size 36 nè. 35 ngàn, dép gai 35 ngàn. Bao tử Mi Diễm ơi, em lên giùm chị là bao tử 35k đấy cưng. Bao tử 35k lên giùm chị là bao tử 35k nha. Ngọc Trinh 25 ngàn. Dép xám 35, ok Phạm Yến. Lên giùm chị bao tử 35 đi cưng. Rồi cho cái này lên đi con. Đây rồi cái này Ngọc Trinh nè. Ủa cái thùng hồi nãy gì để rồi. Ngọc Trinh 25. Lê Thủy lên số điện thoại. Ngọc Trinh 25 lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Lê Thủy lên giùm Thanh là 25 kèm số điện thoại nha. 25 kèm số điện thoại luôn. À ghé lấy. Rồi Lê Thủy. Chị quên hồi nãy cưng có rồi. Rồi cái túi thổ cẩm 25 ngàn. Túi thổ cẩm 25 ngàn nha mấy chị. 25 ngàn thổ cẩm. Vừa vừa tới con ơi sách rồi. Cơ sụt đen 85 hồi nãy luôn. Ok Yến.
có mấy đôi sụt mẫu mới kia luôn, lấy cái gì luôn, mấy đôi sụt. Ok, cục vàng, vàng mấy chị có 36 không? Cái này là cái thổ cẩm nha, cái túi thổ cẩm là 25 ngàn. Dì quăng qua đó đi, cái thùng này nó đầy. Đây rồi, cái ngọc trinh này màu kem 25 ngàn luôn. Đây màu kem nha, 25 ngàn. Ngọc trai nè, 25k, chị nào lấy chốt kèm Thanh luôn. Không cưng. Ghép. Kèm 25k, Tiết Trinh. Lên số điện thoại luôn, 25k kèm số điện thoại luôn nha Trinh ơi. Tiết Trinh 25k kèm số điện thoại. Có dép Lào Thái nữ cao 5 phân. Không có. Đây cái này là Kitty, Kitty 25k luôn. Rồi ok Trinh luôn. Nhớ soạn 4 món đồ. Ok em. Ok em. Đây rồi mèo Kitty tím 25. Rồi về tự gắn đi ha. Tím 25 Ngân. Về tự gắn dây vô đi ha. Em xem màu tím, mèo tím hết trơn nữa. Còn nghiệp nãy giờ em chưa chốt được cái nào. Đây cái trắng này 20 ngàn mấy chị. Trắng 20 ngàn nè. Cái này nó bị dơ quá, bán rẻ cho mấy chị luôn. Trong đó hết luôn hả? Nhiều lắm mà. Trắng 20 ngàn, cái này nó bị dơ như mấy chị bị dơ, anh bán rẻ cho mấy chị luôn. Chà leo. Trắng 20 rồi, ok màu tím hoàng hôn. Trời ơi, giờ mới thấy cưng. Giờ mới thấy cưng luôn. Đây cái vỏ màu hồng nè. Rồi cái vỏ hồng này 25 ngàn luôn. Hồng. Hồng 25 nha mấy chị. Tím hoàng hôn ơi, cưng lấy cái này đi, chị Thanh bán cho cưng 25 ngàn thôi. Nó có 1, 2, 3 ngăn mà nó bị hư dây kéo hết một ngăn rồi. Đó, dây kéo nó bị hư hết ngăn rồi, cưng về cưng thay. Cái này cưng đựng điện thoại với tiền á, cưng đi bán được nè. Cái này xịn luôn, 25 ngàn. Rồi cái này túi xanh nè, 25 ngàn luôn. Đó, cái túi màu xanh nè, 25 ngàn. Chị nào lấy chốt âm thanh là xanh 25k. Rồi cái màu hồng sen. Hồng sen 25k luôn. Chị nào lấy chốt âm thanh là hồng sen 25k. Rồi cái túi trong nè. Túi trong 25k luôn mấy chị. Đẹp quá. Có dây đeo nha. Trong 25k. Đấy bụng trời. Cho em cái túi hồng sen đi. Cho em coi cái túi hồng sen đi. Này hả? 25 ngàn. Túi hồng sen 25 ngàn. Đây cái này là cái túi cho bé nè, cưng quá mấy chị.
Đây, cái này thanh sale cho mấy chị luôn, Elsa, công chúa và tiết gì nè, 25 ngàn luôn. Đó, nó cưng quá nè, 25 ngàn. Cái vỏ cho bé nè, 25 ngàn bạch tiết, 25k. Mấy chị ơi, mấy chị mua, mấy chị lại lấy, mấy chị hạn chế bỏ lại nha. Mấy chị mua, mấy chị bỏ lại là Thanh không có chốt cho mấy chị đâu. Cái người nào mà chốt trước là Thanh không có chốt cho mấy chị nha. Chị nào mua mà chị mà mua mà lại lấy mà bỏ lại là Thanh bé 25k. Ok, màu tím nè. Đây, cái màu đen nè 20 ngàn luôn mấy chị. Đây, cái túi đen nè 20 ngàn. Chị nào lấy chút hình Thanh là túi đen 20. Lên giùm chị là đen 20 đi Kim Ngân Lê. Lên giùm chị là đen 20 đi. Khỏi bắt nó ghi, nó ghi in ra rồi chốt luôn, khỏi ghi. Rồi ok em. Rồi cái này bóp cầm tay nè 25 ngàn. Mèo Kitty thấy cưng chưa, 25 ngàn nha. Mèo 25. Mèo 25. Cái này cái gì trời, nấm hả? À, ốc sơn. Nấm. Ốc sơn, ốc sơn. Có này là ốc sơn. Trời ơi, con mắt nó nằm bên đây. Ốc sơn 25k. À, chị nào lấy chốt giùm Thanh là ốc sên nha, ốc sên 25k. À, cưng lên giá tiền giùm chị luôn đi Hoàng Hôn ơi. Ốc sên lên giùm chị là ốc sên 25 đi, ốc 25. Rồi ốc 25. Mèo 25, ok. Hoa ly đó, chổng á. Rồi cái này là Mickey 25 luôn. Đó, cái túi Mickey 25 ngàn. Mickey 25, dọn đi con ơi. Rồi Mickey 20. Đây Mickey này 20 luôn. Cái túi đen này bự nè mấy chị. Túi đen bự này Thanh sale 25 ngàn thôi. Đó, cái túi đen này sale 25 ngàn thôi mấy chị. Đen 25. Đây gấu hồng nè. Túi này hai ngăn nè. Nó có hai ngăn nha. Cái này hồng nè, hồng này hồng con gì? Không biết con gì nữa, thấy cưng quá trời luôn nè. Hồng 25. Chốt giùm Thanh là hồng 25 ha. Rồi xanh luôn nè. Xanh này 25 luôn. Rồi qua ly 25 ngàn nè con. Bỏ vô cái bọc 25 ngàn. Xanh 25 luôn ha. Đây xanh 25 nè. Chốt giùm Thanh là xanh 25. Rồi cái cặp trống 25 luôn. Cặp trống 25 nha. Đứng lên cái trời. Ừ đúng rồi.
Đây cái này là cái ba lô nha mấy chị. Xanh 25, trúc đào. Rồi cái ba lô Minion. Cái này 25.000 luôn. Đây ba lô này 25.000 luôn nè, dễ thương quá trời luôn. Ba lô 25. Rồi cái cặp xanh này sale cho mấy chị 15.000 luôn. Cặp học sinh này mấy chị 15.000, Thanh có màu xanh với màu hồng luôn nha. Thanh có màu xanh với màu hồng luôn. 15.000. Thấy chị không? Giờ em mới thấy nè. Xanh 15 ok, màu tím hoàng hôn. Ba lô 25. Rồi hồng 15 luôn nè. Hai cái này bỏ vô một giá. Ở có đó, cái màu xanh là một giá. Ba lô 25 nè, cái này của Trúc Đào hồi nãy mới bỏ vô cái đó đó đó, màu xanh đó đó. Ờ bỏ vô cái bọc này. Ờ đúng rồi, một giá. Rồi cái này 25.000. Kitty 25.000. Cái màu hồng hồi nãy đâu rồi? Hồng hồi nãy bỏ vô bọc đâu rồi Thắng? Cái hồng hồi nãy của Phượng Kim gì đó, con bỏ bọc á, đâu rồi? Con hỏi cái này của ai đó, người nhỏ nói xả ra đó. Đưa cho nhỏ mà. Đưa rồi hả? Rồi cái này màu tím luôn, 25 luôn. Cái này gì nhỏ bỏ ở trong này nha. Cái ti 25 em mới rồi, chị chốt sau không à. Cái này cái ba lô nè. Ba lô này 25.000 luôn, ba lô đỏ 25. Đi đơn trên 100.000 nha Lý Nguyên ơi. Đây rồi cái ba lô đỏ này 25.000. Ba lô đỏ 25. Đói bụng quá trời, đói bụng trời. Ê ở ngoài đường Trần Quang Diệu, ở nó làm đường cho nên nó nghỉ á. Ê con biết ở đâu bán không? Ra đường Võ Kiệt. Rồi cái này là chuột Mickey luôn. Mickey 25, hết hộn thắng. 25.000 Mickey 25. Chuột 25 nè. Cái này 25 nè, của màu tím hoàng hôn nè. Con màu tím hoàng hôn 25 nè, chung với cái ti đó đó. Ờ đó đúng là 25.000. Sao? Chung. Chung luôn đó, 25.000. Cái 15 là riêng nha, còn cái 25 là riêng. Đó, chậm á, bỏ chậm. Hai mươi lăm luôn, cái đó 25 luôn, màu tím hoàng hôn. Nè vậy chuột 25 nè, bỏ vô miếng giấy vào trong cái túi chuột đó đi, mai con mở cái túi ra lấy thắng. Rồi cái túi xám này 25.000 luôn, túi mini nha mấy chị. Nè nó có dây đeo nha, có dây đeo nè. Xám 25. Thắng ăn mì cay không? Con cay dở. Ờ heo bữa hổm ăn bánh tráng thôi mà nó lè lưỡi rồi đó. Đây xám 25.000. Rồi cái túi sọc nè, túi chống sọc 25.000 luôn. Ôi mấy chị ơi Thanh xuống like nha, Thanh đói bụng quá trời. Sen xám 25, trời ơi xám. Giờ sen phạm mới chốt được cái xám nè. Nãy giờ chốt sao không à. Rồi màu tím xám 25 nữa để chị lấy cho.
Đây 825 nè. Màu tím nè. Nè màu tím nè, bỏ vô đi con. Màu tím hoàng hôn á. Cái bọc bự hồi nãy con mới làm á, bỏ chuột á. Rồi cái này 25.000 luôn, màu hồng nè. Chống sọc 25k, 25k lên số điện thoại luôn. Lên dùm Thanh là 25k kèm số điện thoại nha. 25k kèm số điện thoại nha Lý Nguyễn ơi. Rồi cái túi hồng nè. 25k luôn. Đó, túi hồng chuột 25k. Rồi túi đen 25k. Đây túi đen 25k. Chị nào chưa đủ đơn thì ngày mai like tiếp nha. Đây cái đầu rồng nè. Đó đầu rồng này 25k luôn. Mấy cái này là nhỏ xíu Ngọc Trinh nè. Đó 25.000 nè đầu rồng. Lý Nguyễn lên dùm Thanh là 25k kèm số điện thoại ha. Rồi cái này là con cá màu hồng này 25k. Hồng cá 25k. Lên dùm Thanh là 25k kèm số điện thoại nha. Để mất công rồi Thanh Thanh in ra hai miếng nữa. Cá 25 ok màu tím nè. Đầu rồng lên dùm Thanh đầu rồng 25 luôn đi Sen Nguyễn ơi. Lên dùm Thanh là đầu rồng 25 luôn đi để Thanh khỏi phải ghi lên. Lên dùm Thanh là đầu rồng 25 luôn đi. Lý Nguyễn ơi lên dùm Thanh là 25k kèm số điện thoại nha để Thanh khỏi phải in ra hai miếng. Màu đen nè 25.000 luôn mấy chị, đen 25k. Rồi đầu rồng 25k Sen Nguyễn nè. Có túi to hơn nữa không? Thì chị Lai lộn xộn nè, có to có nhỏ nha. Hả? Ừ. Đây rồi cái này 25.000 luôn nè. Trái khóm nha. Khóm 25k. Đi ăn hả? Rang bán được cái nó ham cưng. Rồi ok Lý Nguyễn, cảm ơn Lý Nguyễn nè. Nè bọc này con bỏ vô nhỏ luôn. Đây rồi cái này là màu đỏ đô. Dây ở trong nha mấy chị. Đỏ đô, chị nào lấy chút Thanh là 25k. Em không thích túi nhỏ. Hầu quá chị. Thì em coi từ từ đi. Đây rồi cái này là màu đỏ đô 25k nha mấy chị. Con mắt em nhướng luôn hả? Tội nghiệp không? Đây 25k màu đỏ đô nha. Đỏ đô 25k. Đây cái bóp cầm tay. Trời trời. Nó bị xúc cái dây kéo rồi. Cái này bán 10.000 thôi mấy chị. Mấy chị mua mấy chị đựng giấy tờ để mấy chị. Mấy chị mua về mấy chị đựng giấy tờ, mấy chị về mấy chị thay dây kéo khác được không? Bà mẹ nó gãy cái chỗ này, phải nó không gãy xỏ cái này vô kéo nè. Cái này đẹp quá. Mười ca. Ủa cái này nó đẹp quá trời luôn, về thay dây kéo đi. Ok màu tím. Chị ơi cho em xem thêm hai túi nhỏ nữa đi cho đủ 100k. Ok em. À, rồi giờ con gái em cũng nghiện, chị không chịu ngủ luôn. Đi ngủ đi con. Đem 10k hết rồi. Đây nè cái ngọc trai nè, nãy ai kiếm nè. 25k nè. Đây 25k nè, nãy ai kiếm. Đó, Thanh chưa có độn form lên, độn form lên nó ngay đẹp nha. 25k, 25k nha. Tôi xuống đây. Ngọc trai nè, 25k nè.
là gì nó khổ. Thôi đi ngủ đi, cho con ngủ đi cưng. Đây màu nâu nè, 25.000 nè, Ngọc Trinh nữa nè. Đó. Cái gì? Ờ. Để đây nè, gì để dây đèn đóng đây nè. Rồi cái này màu nâu nha, mini 25.000 nè. Nâu 25, màu tím. Màu tím ơi, lên chị nâu 25. Ok, cục vàng. Đây cái này ngọc trai nè, 25.000 hồi nãy ai lấy nè. Nâu. Nâu hết rồi. Nâu màu tím rồi. Ngọc trai 25. Mà bỏ vô đó luôn con màu tím hơn 25.000 luôn. Rồi cái màu bạc nè, trời ơi cái này đẹp quá trời mấy chị ơi. Nè dây nè. Ủa mấy cái này đẹp, mua mấy này cũng bán được nè. Màu bạc 25. Bạc 25 nha, màu bạc 25 nè, mấy cái này đẹp quá trời luôn nè. Sen Nguyễn ơi. Nè cưng, mấy cái này đẹp quá trời nè, bạc 25 nè. Không thấy con hả? Bạc 25 Sen Nguyễn nè. Bị ẩn bình luận của con rồi. Con chốt cái gì vậy? Châm quỳnh. Ôi đẹp quá ha. Nè, châm quỳnh con chốt cái gì vậy? Bạc 25 hết rồi. Bạc 25 hết rồi, mấy cục vàng ơi. Đây cái này LV nè, 25 luôn. À ngọc trai hả? Vậy con chốt dùm gì là ngọc trai 25 đi. Con lên dùm gì là ngọc trai 25.000 đi, 25k. Chốt là ngọc trai 25k nha. LV 25k. Rồi, LV nè, 25k bỏ vô màu tím hoàng hôn luôn nè con. Rồi màu hồng 25k luôn, màu tím hoàng hôn. Đây màu hồng 25k luôn mấy chị. Đó, hồng 25k. Hồng 25k nè. Ô là mẹ cái này nó đẹp. Rồi cái này 35.000. Bóp cầm tay 2 ngăn luôn nè mấy chị. 35.000. Nó cứ lùng quá trời. Ồ like từ sáng tới giờ. Hên nó không được. Đây cái này 35.000 nha. Thôi cái này bán 25.000 luôn đó mấy chị, cho nó hết luôn. 25.000, bóp cầm tay nè. Gucci. 25k nha, Gucci 25 đen 32 à, cái này 25.000, màu tím 25.000 luôn, bán 25.000 cưng. Bóp 25 màu tím, màu tím. Sỉ mà. Rồi cái hồng này 25.000 luôn mấy chị. Đây hồng 25.000. Hồng 25.000 nha, hồng 25.000. Đó, chị nào lấy chốt hình thanh là hồng. Hồng 25. Trời ơi nó nhúc cái lưng quá trời. Trời ơi cha mà. Bụng bự dữ trời, giống có chữa hay gì trời. Lâu nay không có. Trời ơi, Thanh ngồi cái kiểu này. Lấy bóp 25k màu đen hết rồi. Hồng 25. Hồng 25 cái gì? Vơ thôn hả? Vơ thôn lên số điện thoại luôn. Lên số điện thoại giùm Thanh là hồng 25. Số điện thoại kèm số điện thoại. Ba lô nè, 35.000. Ba lô đỏ. Đỏ đâu? Cái này 35.000 ba lô nha. Màu tím đỏ là cái nào ta? 35.000 ba lô 35. Ok em. Tên em là cái gì? Tên em là Cả
Cảnh ơi, cái gì rồi, nó bị gì rồi Cảnh? Nè, cái gì vậy? Nó tào lao dữ vậy trời. Nạn yếu lắm. Lỗi của chúng tôi gì mà. Màu tím hoàng hôn 35 ngàn. Ờ có giá. Tí em inbox với chị nha. Rồi vậy là ờ. Vậy là em lấy cái hồng 25 ngàn này phải không? Em lên giùm chị là hồng 25 giùm chị đi. Nè con, ghi 25 ngàn dùm gì luôn. Đây cái cặp trống nè, 35 ngàn, cái này xịn nha, hàng xịn nha mấy chị. Cái này là hàng Quảng Châu nè. Cặp trống 35 ngàn. Cái này là bằng nhà, bằng vải xịn luôn, chứ không phải bằng da nha. Bằng da nó bong chóc, còn cái này mấy chị khỏi sợ bong chóc. 35 ngàn gu xì. Túi chống mini gu xì 35 ngàn. Màu đỏ. Rồi túi chống mini nè gu xì. Màu xanh. Đó, màu đỏ màu xanh. Rồi cái túi sọc này 35 ngàn luôn. Túi sọc này 25 ngàn thôi mấy chị. Ba lô chị lấy cho cưng cái ba lô đó. Cái này 25 ngàn nha, sọc 25 ngàn. Chị nào lấy chốt thành Thanh là sọc 25. Rồi cái túi ngọc trinh nè. Túi ngọc trinh màu cam 25 ngàn. Ngọc trinh 25k. Ngọc trinh cam 25k. Rồi. 25k màu tím luôn nè con. Rồi cái này là ngọc trinh màu đen mini nè, 25 ngàn luôn. Đó, đen mini nha. Ngọc trinh màu đen. Màu tím hoàng hôn. Trời ơi nhỏ thấy qua. Rồi màu trắng nè. Đây Thanh có màu trắng với màu đen nha. Ngọc trinh nè. Đen 25k sen. Sen Nguyễn nè con. Sen Nguyễn 25k. Rồi Thanh có màu trắng, màu đỏ nữa với mấy chị. Màu trắng, màu đỏ. Ngọc trinh nha mấy chị. Túi ngọc trinh. Hai mươi lăm ca. Đây cái túi đen này Thanh bán 25 ngàn luôn. Cái túi đen này bán 20 ngàn thôi mấy chị ơi. Đây cái túi đen này bán 20 thôi. Đen 20. Rồi cái ba lô này 35 ngàn. Ba lô 35k. Chị nào lấy chút hình Thanh là ba lô 35k nha. Thôi em xuống like đi mấy chị ơi. Ngày mai like tiếp ha. Rồi chị nào chưa đủ đơn á thì ngày mai mua tiếp nha. Còn chị nào đủ đơn rồi ngày mai Thanh đi đơn nha. Đói bụng nên nói chuyện hết nổi luôn.
ba lô đó là 35 ngàn. Rồi cái túi nè, rồi 35 màu tím nè. Đây cái này cũng 35 ngàn luôn nè, đẹp quá trời mấy chị. Đây cái này 35 ngàn luôn nè, đẹp quá, màu xanh 35. Còn mấy cái nữa Thanh lên cho nó hết luôn ha. Đây rồi túi vàng 25. Đây túi vàng nè, vàng mini 25 nha. Đơn em đi sớm được không? Đơn em là ngày mai đi luôn á. Đây cái này, cái ví nè. Ví này Thanh sale cho mấy chị 25 ngàn còn thẻ luôn nè mấy chị. Đây. Ví 25k. Đây ví 25k nha mấy chị. Ví Candy Thảo. Ví hết rồi. Đây cái này là con này là con cái dây nè mấy chị. Cái này con cọp nha mấy chị ơi. Hai mươi lăm ngàn báo báo hồng nè, cái này là báo hồng nè, báo nè 25 ngàn nha, báo hồng 25k. Cái này dễ thương đó ha. Đó báo hồng nè 25k, dễ thương quá mấy chị. Ngọc Trinh ngọc trai, Ngọc Trinh ngọc trai hết rồi. Ủa cái này dễ thương quá mấy chị. Báo 25k màu tím. Đây cái này 25 ngàn mấy chị. Cái này có khóa gài luôn nè. Cái ví này có khóa gài thấy cưng quá nè. Đó đẹp chưa. Mình mở cái mình mở khóa ra, mình kéo. Cái này Thanh sale 25 ngàn luôn. Ví đỏ 25k. Ví đỏ 25k nha. Thắng ơi, con lấy bọc trắng á, con gom mấy cái đơn đó vô hết đi con, vô trong bọc đi. Phân loại rồi hả? Phân loại rồi thì lấy bọc bỏ vô đi. Rồi sao cảnh, mấy cái đó sao? Mấy cái đó sao? Còn một bọc hồi trưa gì like nữa. Thôi cái nào phân rồi thì thôi, cái nào chưa phân thì vô bọc đi. Đây cái này màu cặp 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 trong nha. Trong 25. Hai trong 25. Chị nào lấy chốt hình Thanh là trong 25. Không mấy cái lẻ lẻ vô trước này vậy đó mà bà dì nó may rồi á. Ờ cô chừng nó văng ra nha. Đây rồi cái này là 25 ngàn luôn. Ngọc Trinh là màu trắng nè. Trắng 25 ngàn. Có đó là cái gì? Con dồn mẹ vô đại đi. Trắng 25. Ok tiếp Trinh. Hết rồi. Rồi cái này đầu rồng nè 25 luôn. Cái này có dây nha. Đầu rồng 25. Trắng 25 hết rồi. Nói chung là còn ở trong kho mà Thanh không có lấy ra hết được. Đó, đó.
cây tiệm nó chật lắm. Rồi đỏ 25 nè, đỏ đầu rồng luôn nè, 25 ngàn. Mấy cái này là cái trăm mấy không á, mấy chị hàng Quảng Châu không, bán cho mấy chị có 25 ngàn. Lý Nguyên, Lý Nguyễn không có trắng nha. Trắng nên có trắng Ngọc Trinh mini này thôi. Đây trắng Ngọc Trinh mini nè. Đó, 25 ngàn. Trời ơi, ví nhẹ cưng quá. Là ví nè mấy chị, đựng giấy tờ xe rồi mấy chị. Đó, 25 ngàn luôn. Ví này mi diễm ơi, cái này được nè, cưng nhỏ nhỏ đựng được nè. Rồi ok Yến nè. Ok Yến. Xách ra cái ví 25 ok. Bơ thôn gì nè. Đói bụng mà cười không nổi luôn. Đây cái đỏ này thanh sale luôn mấy chị, 20 ngàn nè. Đỏ 20. Còn nè cưng. Còn nè. Cưng lấy dân chốt thằng chị là 25k nha. Đỏ 25. Rồi cái này là vàng 25 luôn. Vàng 25, chị nào lấy chốt âm thanh là vàng 25. Rồi cái này. Rồi đỏ 25 kim ngân lê. Rồi cái này là đen 25. Ủa chỉ vô bọc thôi hả? Ờ vô đại đi. Bỏ vô đại. Trời ơi, gì được đó, bỏ vô đi. Rồi cái này màu nâu 25 luôn nè, cái này Ngọc Trinh luôn nè. Đó, túi này túi LV LV đó nha. Ngọc Trinh nâu luôn. 25 luôn mấy chị. Nâu 25. Rồi xám 25 luôn. Xám 25 nha. Rồi nâu 25 Lý Nguyễn. Rồi lấy cái xám 25 nữa đi, lần thanh xuống like mấy chị ơi. Đây cái xám 25 nữa nè. Rồi cái này dâu 25 nè, cái dâu nè. Cái dâu nè mini luôn, hàng Ngọc Trinh luôn nghe mấy chị. Cái gì vậy, vơ thôn. Đây cái này cái dâu nha, 25 luôn. Xám 25. Mẫu Ngọc Trinh nữa. Mẫu Ngọc Trinh nữa là cái gì à? Thúy ơi, Cẩm Thúy đi chị hả? Xanh ngủ. Đây rồi cái túi bao tử nè.
túi bao tử này là thanh sale đi, cái này sale 25.000 thôi, bao tử 25.000. Ngọc Trinh gì, Ngọc Trinh Ngọc gì đó, ngày mai đi ha. Đây màu vàng nữa nè, vàng Ngọc Trinh nữa nè. Màu vàng Ngọc Trinh 25.000 luôn. Mẹ bán gà sáng có 3.000 mà mẹ không bớt nữa. Làm phút phải lấy 3.000 tiền túi sức đưa cho bà. Đây nè màu vàng nè, thấy cưng quá trời luôn, 25.000. Rồi mấy chị ơi, mình xuống like nha mấy chị. Ê còn cái này đẹp quá nè. Màu đỏ nè, 25.000 luôn nè. Cái gì vậy Thắng? Cái gì vậy? Đỏ 25 ok Việt Hà. Thôi, thanh xuống thiệt đây mấy chị ơi. Xuống thiệt. Nãy giờ. Thanh lại hết nổi, thanh đói bụng quá, nói chuyện không nổi luôn. Con quăng hút cái này vô, dồn vô một thùng đi. Còn cái này để gì dẹp. À đợi cái này hả. Mẹ lấy cái bọc khác đi. Ngồi nhét cái này cũng mất thời gian. Thôi Thanh xuống like nha mấy chục vàng. Mai lại tiếp nha. Mai ai đủ đơn là Thanh sẽ đi đơn. Còn người nào chưa đủ thì mai mình mua tiếp nha. Chúc mấy chị ngủ ngon. Ok, Việt Hà mua sỉ cọc giùm chị nha. Cọc giùm chị hoặc là chuyển khoản đủ nha em. Rồi, Thanh chào mấy cục vàng nha. Bye bye.